Alo Mega like 400 câu lý thuyết 400 câu lý thuyết Mục tiêu 8 cộng Trích sách 2.000, Ở trong cái cuốn sách 2000 thì đây là phần số 3 của cuốn sách 2000 Mục tiêu là 500 câu Nhá, Cuốn sách này là ở cái phần số 3 Trích sách 2.000 của Thầy Minh Ở cuốn sách sách 2000 em ạ 2.000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sao à, Sau khi thi thì em được cầm đề sinh về Nhá. Let's go Chiến đấu thôi các em Hôm nọ ấy hôm nọ thì thầy trò chúng ta đã chiến đấu đến câu số 200 rồi Hôm nay chúng ta chiến đấu từ câu 201 trở đi Và mục tiêu của chúng ta hôm nay là chúng ta sẽ chiến đấu tới 400 cầu 400 câu lý thuyết mục tiêu 8 cộng Các bạn cùng chiến đấu cùng thầy nhá Bạn nào chưa có sách ấy, bạn nào chưa có sách ấy Thì không sao đâu, các bạn cùng theo dõi hôm nay Xong rồi là lát nữa, rồi lên trên fanpage Thầy Minh Mê Liên Hoa Học Tại sao? Nhá, ok Let's go các bạn cùng comment đáp án nhá Câu 201 Để đề phòng bị nhiễm độc 201 ạ à để đề phòng bị nhiễm độc khí CO và một khí số khí độc khác người ta sử dụng mặt nạ với chất thấp phụ là người ta sử dụng mặt nạ với chất thấp phụ là nào các bạn cũng comment đáp án nào comment đó, đó. đáp án ạ chất thấp phụ là gì ạ than hoạt tính đúng không chính xác đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B bò kèm nhá đáp án chính xác của chúng ta đáp án B bò câu 202 muối nh 4 hai lần CO3 không tạo kết tủa khi phản ứng với dung dịch chất nào sau đây? Thì bạn lưu ý này: CO2 trừ sẽ tạo kết tủa với Ca2 cộng để tạo thành kết tủa CaCO3 sẽ tác dụng với Mg2 cộng để tạo thành kết tủa MgCO3 sẽ tác dụng với lại Fe2 cộng để tạo thành kết tủa FeCO3 vậy nó sẽ không phản ứng với NaH. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D kèm nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Thì mình đang chữa cuốn sách trắc nghiệm 2.000 câu lý thuyết hay sai và phần này là phần số 3 Câu 202 Bạn nào có sách các bạn có thể mở ra Cái cuốn sách đấy để các bạn cùng chiến với thầy Minh Để check xem các bạn làm đúng hay làm sai Tài liệu thì các bạn tải trên fanpage của thầy Minh Ok Câu 203 Chất nào sau đây là hiroxit lưỡng tính ạ Chất nào sau đây là hiroxit lưỡng tính ạ Chất nào sau đây là hiroxit lưỡng tính Nào anh nào ạ Chất nào sau đây là hiroxit lưỡng tính ạ Phải thật nhanh ạ Chất nào sau đây là hiroxit lưỡng tính Hiroxit tương tính là là gì ạ? Anh nào? ZnOH2 lần đúng không okay. em? Đúng rồi, chính xác. Đáp án chính xác của chúng ta đáp án B nhé Chúng ta có 5 hydroxit lượng tính cần nhớ. Các bạn lưu ý. Chúng ta có 5 hydroxit lượng tính cần nhớ. 5 hydroxide lượng tính cần nhớ. Anh đứng đầu tiên hay gặp nhiều nhất là AlOH 3 lần. Anh thứ hai là Zn OH2 lần. Đúng không? Anh thứ ba là Cr OH3 lần. Anh thứ tư là ZN, anh thứ tư là PB, anh thứ tư là PB, OH2 lần, anh thứ năm là SN, OH2 lần, ok chưa? Chúng ta có tổng cộng, chúng ta có tổng cộng là 5 thằng. Đúng là ZN không học nhưng mà thi thoảng gặp thôi, thầy cũng không ghi vụ vọng là sẽ gặp nhá, thầy không hy vọng là gặp nhưng mà thầy cứ nói để cho đủ, ok không? Câu tiếp theo ạ, câu 204 ạ, chất nào sau đây thuộc loại phenol ạ? Nào, chất nào sau đây thuộc loại phenol ạ? À. Phải thật nhanh các em ạ. Chúng ta đang chữa cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai và ở đây chúng ta đang chữa phần là phần 400 câu mục tiêu 8 cộng. Mục tiêu 8 cộng là mục tiêu mà ai cũng hướng tới nha Chúng ta sẽ dễ dàng gặp nó nếu mà chúng ta xử lý những cái câu này. Và hôm nay là một mega like thì mình sẽ like chiến đấu cùng với tất cả các bạn và các em. Bạn nào có sách thì có thể mở sách ra. Và ở đây là câu là câu 204 phần 3. Còn bạn nào mà chưa có sách thì có thể lên trên fanpage thì mình miêu liên hoa để tải nó. Ok có 204 chất nào sau đây không thuộc loại hợp chất phenol Các bạn đã lưu ý cho thầy là phenol là OH đính vào C thơm nhá phenol là OH đính vào C thơm vậy này anh này phenol anh này phenol anh này phenol anh này, phenol, anh này không phải phenol vì không có vòng nhưng không phải là vòng dinh, không phải vòng thơm nhá nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C không thuộc loại phenol là C ok chưa kể từ ngày hôm nay Thầy Minh sẽ live stream Ô sao trắng xóa này À bị nhảy trang 205 ạ 205 ạ 205 ạ Đã bán gì ạ Phải thật nhanh các em nhá 205 ạ Mega live chiến từ giờ đến 5 giờ chiều Thử thách đấy Ghép đầu Một mình thầy Minh chiến của các em thôi Một mình thầy Minh chiến của các em thôi ạ Nào câu 205 ạ Trong phòng kinh nghiệm thì bộ dụng cụ Hình vẽ dưới đây có thể sử dụng để điều chế khí nào sau đây Các bạn lưu ý nhá cái khí này thu được bằng cách là ngửa bình Các bạn nhìn thấy không Ngửa bình Và do ngửa bình Nên dẫn đến là cái anh khí này Nó phải nặng hơn không khí Dẫn đến tương đương với khí C Phải nặng hơn không khí Nặng hơn không khí có nghĩa là phân tử khối phải lớn hơn 29 Ok chưa Vậy bây giờ trong này bây giờ mình đi xem thêm thằng nào Phân tử khối lớn hơn 29 thì mình chọn no phân tử khối 30 Ấm đấy N2 28 Ấm đấy H2 2 bỏ thằng này, bỏ thằng này. CO2 44. Đấy, vậy bây giờ vậy bây giờ chúng ta đang có hai anh. Hai anh được rơi vào cái vòng chung kết. Đúng chưa? Một là anh NO là, là 30 lớn hơn 29. Hai là anh CO2 là 44 cũng lớn hơn 29. Vậy thì với hai anh ở trong vòng chung kết này thì chúng ta chọn đáp án nào? Đáp án nào đáp án chính xác nhất? Chọn là phải chọn đáp án chính xác nhất kèm nhá. Đáp án nào chính xác nhất Đúng rồi. CO2. Tại sao lại là nên chọn là CO2? Bởi vì là mình thu được CO2 thì bằng cách là dung dịch B này nó có thể là HCl này, nhỏ vào chất rắn A, chất rắn A của chúng ta, chất rắn A của chúng ta nó sẽ thường là gì? Nó là CaCO3. Thì mình sẽ thu được CO2. Còn lại NO thì khó thu được bằng cách này. NO thì thường là chúng ta sẽ hay làm sao ạ? NO là thường chúng ta sẽ là thả một cái đồng vào trong cái dung dịch HNO3 cơ. Đúng không ạ? Ok không ạ? Đấy nhá, câu 206 á, phát biểu nào sau đây là sai Câu 206 á, phát biểu nào sau đây là sai Các bạn không quên nhấn vào nút follow, theo dõi, xem trước Thầy Minh Bởi vì kể từ ngày hôm nay thì Minh sẽ tổ chức mega live liên tục Để live stream, chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em Chưa, chưa dừng lại ở đấy Sáng nào 5 giờ 15 phút thì Minh cũng dậy luyện não sáng sớm cùng các em Nhá, sáng nào cũng thế Và ngày hôm nay là ngày thứ buổi thứ 38 rồi, ngày mai là buổi thứ 39 Thì Minh dậy sớm luyện não cùng các em Nên nhớ click vào nút chuông Và nhấn vào nút theo dõi để chiến đấu cùng thầy nhá Câu phát phát biểu nào sau đây là sai các ạ? Nào, phát biểu nào sau đây là sai Phát biểu nào sau đây là sai? Nào các bạn chọn theo thầy mình xem nào. Phát biểu nào sau đây là sai? Tất cả những bạn có sách Tất cả các bạn có sách thì lấy sách ra nhá, bởi vì các bạn đã giải sách rồi, offline và online còn tôi lấy sách ra nhá. Còn các bạn mà chưa có sách thì các bạn còn lên trên fanpage thì mình Mê Liên Hoa Học để lấy sách. Ok không ạ? 206 ạ phát biểu nào sau đây là sai 206 phân lân cung cấp nguyên tố dinh dưỡng cho cây là nguyên tố phốt pho đúng phân đạm cung cấp nguyên tố dinh dưỡng cho cây là nguyên tố nitơ đúng trong phản ứng giữa N2 và O2 thì vai trò của N2 là chất oxy hóa sai chưa vai trò của N2 là chất oxy hóa sai chưa N2 và O2 thì mình sẽ thu được là N O đúng không thì đây là N không nên N dương hai thì nó phải là chất khử chứ O2 mới là chất oxy hóa vậy 206 đáp án sai của chúng ta đó là đáp án C các nhé sai lè là C Ok Ok chưa đúng rồi Khử cho nhận chính xác Thanh niên là như học sinh lớp mình Nó thể minh sao 207 ạ 207 các bạn chọn đáp án gì ạ Phải thật nhanh ạ 207 ạ Hello hello Xin chào tất cả các bạn và các em Chào mừng tất cả các bạn và các em đến với phiên live của Thầy Minh Hôm nay là một mega live Thầy Minh sẽ chữa cho chúng ta cuốn sách 2.000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai của Thầy Minh Nào câu 207 Số chất trong dãy có khả năng phản ứng với KM4 trong dịch Ở ngay nhiệt độ thường điều kiện để mà phản ứng với lại KMNO4. Điều kiện để mà phản ứng với KMNO4. Ở trong nhiệt độ thường ấy là nó phải có nối đôi hoặc nối ba hoặc CHO các bạn nhớ chưa? Ok nhá. Thế thì vậy này. Metan không được, acetylen 1, styren 2, toluen là không phản ứng ở điều kiện thường. Được chưa? Vậy mình chỉ có hai anh thôi. Câu 207 của chúng ta đáp án chính xác là đáp án B chúng ta chỉ có hai anh thôi các em nhá chỉ có hai anh thỏa mãn điều này thôi Đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án b và chia buồn với tất cả các bạn đã chọn đáp án nhiễu một lần sai là một lần nhớ sai một lần chúng ta nhớ cho cả đời đúng không ạ câu 208 một câu lý thuyết đêm câu 208 một câu lý thuyết đêm các bạn chú ý này các bạn chú ý các bạn chú ý phải thật sự chú ý rằng là với những cái câu 208 này là những cái câu mà mục tiêu chúng ta ăn chắc 8 điểm vậy để ăn chắc 8 điểm thì ta phải lại giải cẩn thận từ từ bình tĩnh sai một câu sai hôm nay chữa 500 câu sai một câu mà chặn một ngón thì 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 thì, thì hỏng luôn sai một câu nhỏ một nhổ một sợi lông thôi hoặc nhổ một sợi tóc thôi nhá nay 500 câu rồi mà sai một câu chặt một ngón thì cô mà cụt cụt hết được chưa ok nhá 208 thực hiện các thí nghiệm sau số thí nghiệm tạo thành chất khí lưu ý nhá số thí nghiệm tạo thành chất khí thì ở đây các anh số 1 ALNO3 3 lần cộng với NH dư không tạo thành chất khí mà tạo thành NaLO2. Bỏ. HCl dư cộng với N2CO3 thì ta sẽ thu được khí ở khí CO2, lấy một cháu. NH4Cl thì NH4 cộng cộng h trừ tạo thành NH3. NH3 hai cháu. NHCO3 thì HCO3 trừ cộng H cộng thì tạo thành khí CO2. Đúng không? Ba cháu. Đúng chưa? Đây là H cộng dư rồi nhá, ấm nhá. Ok chưa? Vậy câu 208 của chúng ta đáp án đúng là chúng ta sẽ thu được là ba phản ứng. Đúng không ạ? Ba phản ứng thì đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. À, rất âm Câu 209 ạ. Uh, Úi dồi, toàn câu đếm làm phê tít. Đúng không em? Toàn câu đếm làm phê tít. Lấy đề trên viên tết của thầy. Nào. Câu 209 à. Uh, số phát biểu đúng nhá. Để phân biệt a la la, gly gly, một thằng là đi dipeptide. này anh này là Đi đi Dipeptide. Anh này là tripeptide. Thế thì để phân biệt cái bọn đi phép tít với cái bọn còn lại thì chúng ta chỉ có thể sử dụng là phản ứng biểu đi. Biểu đi các bạn ơi các bạn comment đã bán thật nhanh cùng thầy nhá. Thầy chào Cấn Trang. Hello xin chào tất cả bạn và các em. Vậy dùng phản ứng màu biểu đi. đúng. B này, dung dịch lysin thì có hai nhóm NH2, một nhóm CH làm phenol và hóa hồng. Đúng. B đúng. Ở điều kiện thường anilin là chất lỏng chứ làm sao chất khí. Toàn luôn. Ok chưa ạ? Các amino acid thiên nhiên hầu hết là các beta là sai, hầu hết là các alpha. Khi thủy phân hoàn toàn amunin của lòng trắng trứng nhờ giúp các enzyme thu được alpha amino acid. chính xác. Lực bazơ của etinamin yếu hơn của metinamin là sai, etinamin phải mạnh hơn. Chính xác. Vậy ở đây yếu hơn là sai chứ? Sorry, yếu hơn là sai tí nữa toàn đấy. Vậy ở đây chúng ta có bao nhiêu nhận định đúng với câu 209 ạ? Vậy ở đây chúng ta đến 1 2 3 3 nhận định đúng với câu 209. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B Bỏ kèm nhá tí nữa mất một sợi lông nhỉ sợi lông thôi 210 ạ 210 tên gọi của hợp chất mà có công thức cấu tạo là nào tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo là ta có ạ tí ra đi đúng không tẹo nữa thôi là ra đi thế bây giờ mình vẽ anh này lại c này c này c này c này đấy thì đánh số 1, 2, 3, 4 20 tin Đúng chưa? Buta 1,3 điên với anh này bỏ này. Hay còn được gọi là isoprene Đáp án đúng là đáp án B bỏ. Cái anh này được thực hiện bằng phản ứng trùng hợp để tạo thành cao su isoprene poly Có cấu trúc giống với lại, tương đồng với lại cao su thiên nhiên. 211. Ăn cô nào sau đây có số nguyên tử C bằng số nhóm OH à? Nào câu số 11 ạ. À? Ăn cô nào sau đây có số nguyên tử C bằng số nhóm OH? Câu này hay đấy, câu này hay thi lắm. Anconitilic C2 H5 OH 1 OH 2C bỏ Glycerol C3 H5 OH tất cả 3 lần 3C 3 OH ấm luôn ấm luôn kìa ạ đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B bỏ kèm nhá câu 212 kim loại nào có khối lượng riêng là nhỏ nhất câu 212 kim loại nào có khối lượng riêng là nhỏ nhất thì các anh mà kim loại mà có khối lượng riêng là nhỏ nhất nó là anh lý tí dễ ẹc Quá dễ 213 Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp Chào mừng tất cả các bạn và các em đã đến với buổi live Mega Live của Thầy Minh Mia Linh Hôm nay Thầy Minh sẽ chữa cho tất cả các bạn và các em Dự kiến live từ 2 giờ đến 5 giờ chiều Mục tiêu của chúng ta đó là chữa full 400 câu lý thuyết Mục tiêu 8 cộng rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể ủng hộ thầy Minh bằng cách là comment đáp án nhiệt tình hơn nữa và chia sẻ buổi học này lại về tường. Thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Câu 213 213 Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp Các bạn lưu ý, ý nhá Trùng hợp Trùng hợp thì điều kiện để thực hiện phản ứng trùng hợp Nó là phải có nối đôi CC Vậy polyethylene này là trùng ngưng Phenol formandehyde là trùng ngưng Được chưa Hexamethylene adipamid cũng trùng ngưng Chỉ có metin -mes acrylate là trùng hợp mà thôi Đây à, anh này có nối đôi CC nên nó là trùng hợp Nên đáp án chính xác của chúng ta Đó là đáp án C kèm nhé và ngoài ra ấy, cái anh C này ấy, thì thực ra ấy, nó còn được gọi là thủy tinh hữu cơ, thủy tinh hữu cơ các bạn nhớ nhá, thủy tinh hữu cơ, hữu cơ hay còn được gọi là Plexiglas nhá, nó còn thuộc bọn là bọn chất dẻo các bạn nhớ chưa, nó còn thuộc bọn là bọn chất dẻo. câu 214 khi bị nhiệt phân muối nitrat nào sau đây tạo ra sản phẩm đặc kim loại 214 đó khi bị nhiệt phân thì muối nitrat nào sau đây tạo ra sản phẩm bằng kim loại thì chắc chắn là nó là agno3 rồi bởi vì agno3 nhiệt phân thì tạo thành ag cộng với lại no2 cộng với o2 nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án a thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án a nhá thì đến mông rồi các em ạ à. giờ không học thì còn bao giờ học nữa giờ không học thì còn bao giờ học nữa thì đến mông rồi 215 dung dịch nahco3 không tác dụng được với dung dịch nào dung dịch nahco3 thì hco3 trừ có tính lưỡng tính nên nó tác dụng được với OH- tác dụng với cả H+. Cộng. Tác dụng với cả H+. Cộng. Vậy ở đây nó sẽ không tác dụng với lại n 2 so 4 Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C các em nhá. Ok, ok 216 ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã đã và đang theo dõi buổi học cùng với thầy Minh Berlin. Các bạn hãy comment đáp án nhiệt tình hơn nữa bởi vì đây là một buổi học free. Và ngày hôm nay thì mình mục tiêu là sẽ chữa cho chúng ta full 400 câu Hôm nay chỉ demo 400 câu thôi Ngày mai chữa nhiều hơn, ngày kia chữa nhiều hơn Và chúng ta sẽ mega lại liên tục từ hôm nay cho đến hôm chúng ta thì Bây giờ chỉ sợ là pin sập nguồn Chỉ sợ là mất điện thôi Chứ còn thì mình đã chuẩn bị Thì mình đã chuẩn bị đầy đủ sức lực này rót rất nhiều nước ở xung quanh này rồi Để chiến đấu cùng với tất cả các bạn và các em Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em Rất rất nhiều 216, kim loại nào dưới đây Không ta Trong nước Ờ à điều kiện thường k tan na tan xe tan đúng không al anh nhôm là anh không tan trong nước ở điều kiện thường bạn nhớ chưa vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án b al ok ấm nhá hai mươi thủy phân hoàn toàn sen hai ạ thủy phân hoàn toàn sen trong môi trường axit thu được chất nào sau đây ạ thủy phân hoàn toàn sen trong môi trường axit thu được chất nào sau đây ạ đây là những câu lý thuyết dễ nhưng mà các bạn rất hay sai nếu muốn đạt mục tiêu 8 điểm thì chúng ta phải làm được chính xác đúng những câu này. Ok không ạ? Thủy phân hoàn toàn sen trong môi trường axit thì thu được anh nào? Glucose. A, à, ấm luôn. 20 sau 29 à đây mất mất 27, 28 chất nào dưới đây khi tác dụng với dung dịch HCl thu được hai muối? Thì nó là Fe 34 đúng không? Fe 34 thì khi tác dụng HCl thì mình sẽ thu được là FeCl2 và FeCl3 các bạn nhớ nhé Bởi vì Fe 34 là hỗn hợp của FeO và Fe3. 29 trong các cặp dưới đây cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch? Các bạn lưu ý với thầy Minh này Cùng tồn tại trong một dung dịch Thì khi và chỉ khi là chúng nó không phản ứng với nhau nhá. Tương đương cùng tồn tại là tương đương không phản ứng Không phản ứng với nhau Không phản ứng với nhau Đây AG cộng CL trừ tạo nên tiết tủa AG CL Có phản ứng Nhà đây H cộng cộng HCO3 trừ có phản ứng Ok chưa Ok chưa Đây anh này có tính môi trường kiềm Anh này có môi trường axit có phản ứng Vậy ở đây chỉ có COS4 và ALCL3 là không phản ứng với nhau vậy thôi đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D ạ. Đáp án D Ok, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn D. Rất tốt. Câu 220. 220. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? 220. Phát biểu nào sau đây là đúng? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã đến theo dõi và ủng hộ thầy Minh trong buổi like ngày hôm nay. Hôm nay thầy Minh sẽ like chữa cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai. Mà thầy Minh đã mà tất cả các bạn học sinh lớp offline và online của mình đã có còn những bạn nào mà chưa có thì lên fanpage thầy minh mia liên hoa học tải xuống nhá tải xuống mà chiến 220 phát biểu nào sau đây là đúng 220 phát biểu nào sau đây là đúng ạ thật nhanh nhá phải thật nhanh glycerin là chất lỏng vớ vản các amino acid tồn tại điều kiện thường thể rắn dưới dạng tinh thể tơ ni lông là polymer thiên nhiên vớ vẩn ni lông sáu nó là polymer gì nó là polymer tổng hợp Triolin là chất lắn ở điều kiện thường vớ vẩn nó là chất lỏng bởi vì nó là chất béo không lo no đúng không chất béo không lo no thì nó phải là chất lỏng glucose có nhiều trong quả nhỏ chín chính xác luôn đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhá đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D ạ không quên follow xem trước thầy Minh để theo dõi tất cả các buổi mega live của thầy Minh liên tục từ giờ đến hồi gì uh, chạy mất rồi chết rồi chạy rồi chạy rồi chạy rồi 221 Ok cái ống nước anh thì ông ấy cắt để chán ông cái câu khó khó thì ông ấy cho ngắn. Cho hợp gồm K2, O, BaO, Al2O3 và FeO vào nước dư thu được dung dịch X và chất rắn Y. Vậy thì dung dịch X của chúng ta sẽ có là K o 2 Ba Al O2 tất cả hai lần. Đấy là dung dịch. Chất rắn Y chúng ta chắc chắn là FeO tại FeO không tan trong dịch kìa. Sục CO2 dư thì chắc chắn ta sẽ thu được kết tủa là kết tủa AlOH 3 lần. Chú ý là CO2 dư nên không thu được kết tủa BaCO3 đâu các em nhá. Nhá, lưu ý nhá. Bởi vì là cái anh này thì nó sẽ thử thu được là do CO2 dư thì mình sẽ thu được là BaHCO2 lần cơ. Ok chưa Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C nhá. Ok, thầy đang chữa sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai mà. Thầy đang chữa sách này mà. Câu 222 ạ. Câu 222 ạ. 222, 222 đã bán gì ạ? Ngày nào thì cũng lại, like, sáng nào cũng lại like, lúc 5 giờ 15 phút. 38 ngày liên tiếp rồi. Ngày mai là ngày thứ 39. 222 thì phân không hoàn toàn pentapeptide thì thu được bao nhiêu bao nhiêu tri peptide khác nhau. Ala này, gly này, va này, gly này, ala này, tri peptide khác nhau các bạn lưu ý nhá. Vậy đầu tiên này, ta sẽ được này. Tri peptide đầu tiên ala gly va 1, gly va gly 2, và la 3. Đúng chưa? Vậy câu 222. Vậy đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án mấy ạ? Ba cháu. B bò kèm nhá. B bò là đáp án chính xác của thầy trò chúng ta. Quá ấm luôn. Câu 223. Câu 223. Số hydrocarbon thơm có cùng công thức phân tử C8H10. Quá hay. Đi thi mà vào câu này thì toàn hydrocarbon carbon thơm C8 h 10 vẽ cái vòng ra C C là một cháo Vẽ cái vòng tiếp theo C còn ganh C còn lại cho chạy Đúng không 2 3 4 Đúng chưa 223 của chúng ta sẽ có 4 anh Đáp án chính xác là đáp án C các em nhé Đáp án chính xác của chúng ta Đó là đáp án C Ok ạ Tối tối thầy đi dạy off rồi Tối dạy off Tối nay dạy off Tối nay dạy off Không lai được tối mai nhá Tối mai mới lai được Tối mai mới nghỉ off tất cả các lớp lớp off của thầy mình đang là học cái buổi cuối cùng tất cả các lớp off 2k6 thì mình đang học buổi cuối cùng tối nay buổi cuối cùng với 2k6 sau đó rồi là mới live full với các em được thế nên là chiều nay phải live buổi chiều này để lấy trên fanpage của thầy nhá cảm ơn Candy đã tặng quà thầy thank you các em rồi ố là là để ơi để ông Đức Anh ông ấy đăng cho thầy đến đây bây giờ nó vẫn chưa lót xong này À đây được, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Sao nó lại bị nhảy này nhỉ? À 224. Ok, 224 nó bị nhảy một câu. Đây. Silic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sao đây? Úi trời ơi, cùng này toa. toan, toan toa. Xem lại thì các bạn lên trên YouTube nhé Xem lại thì các bạn lên trên YouTube search Minh Merlin, hóa học học hóa thầy Minh Merlin. Có có phải có nhóm đủ hết. Silic phản ứng với tất cả các chất nào trong chất sau đây? Silic chắc chắn không tác dụng với NaCl. Không thể tác dụng với NaCl. Bỏ. Đúng chưa? OK chưa? Silic không thể tác dụng với NaCl được. Silic không thể tác dụng với Cs 3 sẽ hoạt được. Bỏ luôn. Đúng chưa? Silic không thể tác dụng H4 loãng được. Nó sẽ tác dụng với F2, Mg và NaH nên đáp án chính xác của chúng ta câu 224 đó là đáp án gì? D các em nhá. Câu 225 phát biểu nào sau đây là sai? 225 phát biểu nào sau đây là sai? Ừ phải trừ lương thôi, trừ lương trừ lương. Anh à, đứa Anh phải trừ lương. Anh Marketing để trừ lương. 225 ạ, phát biểu nào sau đây là sai Thế nào Hiếu Nguyễn bảo là trừ lương Đức Anh gì Mai thì bảo Đức Anh lên like xong rồi là Hiếu Nguyễn bảo nhá Phát biểu nào sau đây là sai Farouk không tham gia phản ứng trắng bạc Farouk trắng bạc Đúng không Có chứ xác không tham gia phản ứng trắng bạc Đúng Amylose cấu trúc mạch không phân nhánh Đúng Phân tử tinh bột được cấu tạo từ các góc của glucose Đúng Vậy sai ở đây là A 225 Sai là A Các em nhá 226 226 hay này Chết rồi Giải mãi 30 phút rồi mà chưa được 30 câu này Thế hôm nay làm sao mà giải được 400 câu nhỉ KPI hôm nay giải 400 câu mà Toàn 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 toàn, toàn tăng tốc thôi Bắt đầu tăng tốc nha các em nha Bắt đầu ráp hóa nha các bạn chú ý nha Các bạn chú ý bây giờ cơ trưởng Vũ Tuấn Minh Minh lên bắt đầu uh, Bắt đầu lái máy bay đi vào vùng rất nhiều nhiễu động Tất cả các bạn nào mà có tình trạng là bị uh, chóng mặt, hoa mắt hay say xe thì nhớ cột chặt cột chặt dây vào bởi vì chúng ta bắt đầu tăng tốc nước thải công nghiệp cái gì sử dụng xe hóa lần b 227 anit acetic thể hiện tính hiệu xóa trong phản ứng nào sau đây oxy hóa là cộng với hydro sinh an côn đúng không bởi vì h 2 thể hiện tính khở câu 228 số phát biểu đúng là kim loại natri phản ứng mạnh với nước đúng n 2 tan rất ít trong nước n 2 tan rất ít thật n 2 gần như không tan trong nước nhé sai n ba tạo khối trắng khi tiếp xúc với khí hcl đúng p trắng phát quang trong bóng tối đúng thành phần chính của phân xúc PE phát kép sai. Vậy ở đây câu 228 chúng ta sẽ có 3 đáp án đúng nhá. 228 chúng ta sẽ có 3 phát biểu đúng. 3 phát biểu đúng là A, D, D. Nhưng mà nói chuẩn ra thì N2 tan rất ít trong nước cũng được, cũng được, cái này chuẩn hơn. Cái này cũng được, tan rất ít thôi, một tí cũng tính là tan mà. Vậy là 4 nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Ok ạ. Câu 229 có các phát biểu sao? Có các phát biểu sao? Úi dồi, nhiều thế. Số phát biểu đúng là Kim loại NaK và Al đều phản ứng mạnh với nước sai, Al không phản ứng mạnh nước. Dung dịch muối FeNO3 hai lần tác dụng được với dung dịch HCl đúng có Fe2+ cộng, có NO3- trừ có H+ cộng, đúng. P cháy trong Cl2 có thể tạo thành PCl3 và PCl5. Hoang mang nhỉ? Hoang mang phết đấy. Hoang mang phết đấy, cái này phải dừng dừng tí nhỉ. Tiếp tục ạ. Chưa biết được than trì được dùng để làm điện cực chế tạo chất bôi trơn. Sao lại than trì lại lại, lại 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 chế tạo chất bôi trơn được nhỉ? cái chân hỗn hợp AL và NaOH theo tỷ lệ mol tương ứng 1:1 tan hoàn toàn hết trong nước dư, đúng. Người ta không dùng CO2 để dập tắt đám cháy magie của nhôm đúng. Xem nào bây giờ có 1 2 3 cái chắc chắn đúng rồi. Mình có 3 cái chắc chắn đúng rồi. Đấy, run 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 run, 3 cái chắc chắn đúng rồi. Thế bây giờ xem nào than chỉ được dùng làm điện cực chế tạo chất bôi trơn là bút chì đen. Cái này đúng này. Ok chưa? Xem còn cái nữa, P cháy trong Cl2 tạo thành PCl3 và PCl5 đúng. 1 2 3 4 5 tổng cộng có 5 cái đúng. C. Sẽ đúng nha kèm em Sao? Các bạn chóng mặt à? À chậm thôi à? Thôi được rồi, rồi đây chậm Các bạn bị chóng mặt thế thế À hiểu bài hơn tốc độ hồi cứ, vừa nãy có đứa nào bỏ thầy đọc rap rồi mà. Ok thôi, thôi được 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 Chậm Cho hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây Các vẽ, vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây Chú ý này Khí xét này nó phải làm sao? Khí xét này nó phải không tan trong nước Các bạn lưu ý nhá Khí Z này nó phải không tan trong nước Vậy này CO2 không tan trong nước S2 tan Tan một ít đấy Nó 3 tan bỏ Bỏ B và D rồi Ok chưa? Bây giờ là cho Z Dung dịch X vào đây Chất rắn Y Vậy là cho dung dịch và chất rắn Thế thì đây là CO với lại khí Làm gì có dung dịch đâu Bỏ A nốt Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C Đấy chưa? Chất rắn Y là ZN Dung dịch X là H2 bốn loại còn khí Z sinh ra là khí H2 Ấm luôn Đã án C ấy, các em nhé Nào Xong 231 Đây là 232 để Đánh dấu nhầm 231 Cho các dãy chất sau đây Nào Cho các dãy chất sau đây Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư à, Có bạn hỏi là các khí nào không ta trong nước Thì mình sẽ có O2H2 O2H2 là không ta trong nước nhá Ok ạ Cho dãy các chất Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư Dung dịch BA lần tạo thành kết tủa tác dụng với BA hóa lần tạo thành kết tủa các bạn gạch chân cái từ đấy nhá tác dụng với BA OH hai lần tạo thành kết tủa nó 4 CL không tạo thành khí NH3 anh này SO4 2 trừ cộng BA cộng một chất NH3 CL không nhá MgCl2 thì có Mg2 cộng cộng với OH trừ tạo thành Mg2 lần 2 chất Fe2 cộng cộng OH trừ tạo thành Fe2 hai lần 3 chất. chất Chú ý đây là lượng dư BA3 lần nên kết tủa AlOH3 lần bị hòa tan Nên không có nó Vậy 231 chúng ta chỉ có 3 anh thôi nhá. 231 chúng ta chỉ có 3 anh thôi. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. À ư ừ nhỉ, sorry các Đấy, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D ba chất. D nhá, D nhá, D nhá. Vừa nãy thầy chỉnh nhầm đấy. Vừa nãy tay nó lướt lướt nó bị trôi đi một tí. Các bạn thông cảm nhá. em ơi. Chúng ta đang chữa ở cái cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai của đại mình. Mà hôm nay thầy mình chữa cho chúng ta 400 câu lý thuyết, 400 câu được 400 cầu đấy, kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T ở dạng dung dịch với thuốc thử ghi bảng sau. Đầu tiên ý, cái anh X thì tác dụng với NaH, CO3 thì có bọt khí, vậy nó không thể là formaldehyde được. Axit formic được, axit formic axit acetic được. Vào Agro AgNO3 thì X có kết tủa trắng sáng vậy nó phải trắng được gương vậy không thể là axit acetic được. Axit formic thể thỏa mãn. Y cũng kết tủa trắng sáng với glucose được, được. Được Z không hiện tượng nhá. Z không tiện thì glycerol và saccharose không hiện tượng là đúng vào siêu hai lần thì y màu xanh lam, rồi, z màu xanh lam, rồi. T dung dịch tím. À, T dung dịch tím thì nó chỉ có thể là phản ứng màu bí ô rê của bọn tripeptit mà thôi. Đúng chưa các em? Bí ô rê của tripeptit. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B bò các em nhá. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án B bò ấm áp luôn. 233. 233. Nào comment phải thật nhanh các em ơi phải thật nhanh Comment đáp án làm những câu này phải thật nhanh và phải thật chính xác Các bạn cùng chiến đấu cùng thầy Bình nhá Hôm nay chúng ta có bê gà là Chiến đấu 400 câu Lý thuyết mục tiêu 8 câu Nào Câu 200 ba bạn Ở điều kiện thường Câu 200 ba bạn Đây phun đề mà Phun đề mà Trong điều kiện thường x là chất rắn dạng sợi màu trắng X có cấu trúc mạch không phân nhánh Không xoắn Không phân nhánh mà không xoắn thì nó không thể là amylopectin được amylopectin là có phần nhánh đúng chưa dạng sợ thì không thể phân được không thể xác được vậy nó chỉ có thể là sen thôi ok nhá 233 đáp án C quá dễ 234 234 các bạn chọn đáp án gì nào cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch sau đây số trường hợp xảy ra phản ứng là Fe chắc chắn ăn Fe 3 cộng để tạo thành Fe 2 cộng một cháu Fe chắc chắn đẩy được Cu 2 cộng để tạo thành Fe 2 cộng cộng Cu 2 cháu Fe chắc chắn Bóp được bạc cộng để tạo thành FE2 cộng cộng bạc ba cháu FE không xử lý được MgCl2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là có ba anh đáp án chính xác đó là đáp án C. Kèm nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Rất dễ dàng. 235 ạ. 235 ạ. 235 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh ạ. Hai chất nào sau đây đều tham gia phản ứng trùng hợp tạo polymer ạ? Hai chất nào sau đây đều tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polymer? Thế thì để thực hiện được phản ứng trùng hợp thì nó phải có nối đôi CC hoặc vòng kén bền. Vinyl clorua, đúng. Caprolactam, đúng. Vinyl clorua trùng hợp thì tạo thành polyvinyl clorua. Caprolactam trùng hợp thì tạo thành tơ capro. Vậy, à, chính xác. Ok nhá. Ấm nhá. 236. Ở điều kiện thường thì amin X là chất lỏng dễ bị oxy hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với được brom tạo kết tuổi trắng Úi dồi ôi nghe đến như thế này Là mình đoán được ngay Đoán được ngay thằng ích thằng nào Úi dồi các bạn chọn metinamin ạ à? Trời ơi Bỏ cái này nhá Anilin Chất lỏng dễ bị oxy hóa khi để ngoài không khí Tạo thành màu đen nhá X không là đổi màu quý tím Anilin không đổi màu quý tím Tác dụng bê bờ rung tạo kết tụ màu trắng Được chưa Thế vậy các bạn lưu ý nó là anilin Xin chia buồn với các bạn đã comment sai Một lần sai là một lần nhớ Sai một lần nhớ cả đời các em nhé sai một lần nhớ cả đời không sao cả học với thầy minh sai là chuyện bình thường sai là chuyện rất bình thường các bạn phải học vào buổi sáng lúc năm giờ mười phút sáng ấy để mà các em nhìn thấy là rất nhiều bạn cũng bị lát não như nào cơ câu 237 khi cho khí co dư co ấy thì nó chỉ khử được các cái oxit của kim loại đứng đằng sau thằng nhôm rồi đúng không co thì nó chỉ khử được các cái oxit của các cái anh kim loại đứng đằng sau đằng nhôm rồi vậy này à, nó khử được co tạo thành CU không khử được al hai quá nhá cu này không khử được MgO, vậy hỗn hợp sẽ còn có CuAl2O3 và MgO. Cu này, Al2O3 và MgO, đáp án chính xác là đáp án B. Câu 238. Đun nóng tripalmitin trong dịch NaOH thì thu được glycerol và tripalmitin thì công thức nó là C15H31COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Vậy ta sẽ thu được là C15H31COONa. À? Ấm chưa? Ấm chưa? Đáp án chính xác là đáp án C. 239 á. Đồng phân của Mantozo Mantozo là anh đã bị giảm tải rồi. Cho đây để vui vẻ tí thôi nhá. Đồng phân của Mantozo là sắc Carozer. 240 á. Chất nào dưới đây là etin acetat thì etin acetat. Úi trời ơi, nhiều bạn làm sai câu này lắm các bạn ơi. Các bạn cùng nhìn với thầy Minh xem nào, chất nào sau đây là etin acetat. Nhiều bạn sai câu này lắm, thề. uy tín luôn. Etin acetat này này, etin acetat đáp án đúng đa án dê tại vì cái này viết ngược tí. Nhá, nên rất là nhiều bạn bị sai câu này đấy rất là chia buồn Thì mình chân thành chia buồn gửi lời chia buồn sâu so sắc so nhất tới tất cả những bạn mà đã trả lời sai câu này một lần sai là một lần nhớ sai một lần nhớ cả đời câu 241 có bao nhiêu phản ứng học có thể xảy ra khi cho các đồng phân đơn chức của C2H4 chú ý là đơn chức nhé đơn chức thì mình sẽ có là gì ạ HCOOCH3 thì anh này chỉ phản ứng với NaOH thôi và anh CH3COOH thì phản ứng với cả ba anh NaNaOH 3 vậy tổng cộng chúng ta sẽ có bốn anh nhá 4 anh công 241 Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C Câu 242 Câu 242 Sao 240 a 240 A đâu? CH3 COH mà Ý A này là mê tin Propionate Mắt lé rồi em ạ Toàn 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 A này là mê tin mà propionate mà đúng không anh này mới là etin này etin acetate này viết ngược lại là ch 3 coo c 2 h 5 nè ok chưa 242 trăm bốn polymer có cấu trúc mạng. mạch mạch phân nhánh ạ hai trăm polymer có cấu trúc mạch phân nhánh ạ nào polymer nào có cấu trúc mạch phân nhánh ạ polymer nào có cấu trúc mạch phân nhánh ethylene không phân nhánh đúng không? Nó là amylopetin C. Đấy, chúng ta đang giải ở trong cái cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hoặc quay sai của thầy mình 243. 243. Rất tiếc nhá các bạn nào mà muốn mua thì cuốn sách này hết rồi. Không bán đâu, nên các bạn đừng hỏi là thầy có bán không. Hết sạch rồi. Nhá, bây giờ bạn nào muốn lấy file từng đoạn file ngắn một thì các bạn lên trên fanpage thì mình lấy nhá. 243 cho các dãy dung dịch sau, số dung dịch trong dãy làm đổi màu quỳ tí. Ai giờ dạ. Số dung dịch nhá. Số dung dịch trong dãy làm đổi màu quỷ tí. Anilin không đổi màu quê Alanin cũng không làm đổi màu quỳ Cháu này đổi màu quỳ một cháu này Hai nhóm nh Hai một nhóm CH đổi màu hai cháu Hai cháu đáp bán C Chỉ có hai cháu mà thôi kèm nhá Hai cháu mà thôi Đáp án chính xác là đáp án C 244 ạ 244 ạ Phải thật nhanh Comment vào phải thật nhanh vào 244 Đi chưa được nửa đâu khen. Chúng ta mới đi được có bao nhiêu Hôm nay 400 câu chúng ta mới đi được 40 câu 1 phần 10 1 phần 10 của buổi học hôm nay Cho dạy các chất sau chất có nhiệt độ sôi thấp nhất cho các chất sau đây chất có nhiệt độ sôi thấp nhất nhiệt độ sôi thấp nhất là nó phải làm sao ạ phân tử khối của nó phải nhỏ nhất đúng không phân tử khối nhỏ nhất là anh HCO 3 bởi vì cả bọn này đều là este được chưa HCO 3 244 đáp án đúng là đáp án C nhá 245 khẳng định đọc sau đây là đúng Tù nóng tinh bột với dung dịch axit thì phải xảy ra phản ứng khâu mạch polymer sai phân hủy mà trùng hợp làm sao trùng hợp à trùng hợp alpha aminocaproic làm sao trùng hợp được Thằng này nó phải là trùng ngưng chứ, lấy đâu ra trùng hợp? Polyethylene là polymer trùng ngưng vớ vẩn, polymer trùng hợp. Cao su buna không phản ứng cộng. Ơ ờ, cũng sai nốt. Ô. Oh. Ô, oh. 245 bây giờ đáp án nào đúng? Hay không? Chết rồi, sao mình đọc cái gì nó cũng thấy sai thế này. Cái nào cũng thấy sai thế này. Sao ạ? Đáp án nào Khẳng định nào sau đây là đúng ạ? Cái nào cũng thấy sai đun nóng tinh bột với dung dịch axit thì nó sẽ ra phản ứng thủy phân chứ làm sao mà không mạch polymer được à, alpha amino caproic thì không thể nào là trùng hợp được mà nó phải trùng ngưng polyethylene là polymer trùng hợp chứ làm sao trùng ngưng được cao su buna cao đánh này này đúng không thì nó có phản ứng cộng chứ làm sao lại là không cộng được b sai đúng rồi ở đây đề bài hỏi là khẳng định nào sau đây là đúng khẳng định nào sau đây là đúng ạ à? 245 ạ à? định nào sau đây là đúng cao su buna thực ra thì cái anh ni lông sáu ni lông nhưng mà trùng hợp thì axit alpha amino caproic thì nó phải là trùng ngưng chứ làm sao trùng hợp được được chưa không nếu mà ni lông mà trùng hợp thì nó phải đi từ caprolactam chứ không phải đi từ axit alpha amino caproic đúng không em hay không hay không vui chưa vui chưa vui chưa cao su buna không có phản ứng cộng à đúng đúng rồi à, à, làm sao đúng được xảy ra phản ứng không mạch polymer mà làm sao mà đáp án này à khẳng định nào sau đây được thực ra nhá nếu mà chuẩn ra thì cái đáp án đúng ở đây là cao su buna cao su ba thì khi mà nó chuyển thành cao su buna nó rất khó cộng rất khó cộng nhá đáp án đúng là đáp án dê rất khó cộng với bọn cao su buna mặc dù nó có nối đôi này nhưng mà rất khó cộng ở bên trong nhá nó chỉ có phản ứng cộng mạch thôi cộng mạch thì ít khi được gọi là cộng lắm 246 phát biểu nào sau đây là đúng phát biểu nào sau đây là đúng phản ứng giữa ancol với axit carboxylic được gọi là phản ứng sao phòng hóa vớ vẩn nó là este chứ phản ứng sao phòng hóa là phản ứng thuận nghịch vớ vẩn nó là phản ứng một chiều trong công thức este thì r phải có thể là nguyên tử h hoặc gốc hydrocarbon vớ vẩn không thể là h được phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch chính xác luôn đáp án chính xác đáp án d kèm nhá đáp án chính xác đáp án d hai trăm bốn mươi bảy một tri -biet -biet mạch hở được cấu tạo từ hai amino acid là glycine và alanine. Có đấy. Có mặt hai gốc gly, một gốc ala. Vậy chọn đáp án nào? Có mặt hai gốc gly, một gốc ala. Vậy chọn đáp án nào? 247 ạ. À. Đấy, toàn những cái câu rất thú vị. Mình có g g a g a g đúng không? A g g. Ok chưa? Vậy chúng ta tổng cộng có 3 công thức cấu tạo của x đáp án chính xác của chúng ta. 247 là đáp án B các em nhá. Chưa buồn với tất cả các bạn đã chọn đáp án nhiễu của thầy mình. Rất mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em comment sai một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời. Được chưa? Có bạn bảo là A mà thầy em nhìn vào ba cái chất thầy viết nhá. Nhá, các em nhìn vào ba chất thầy viết nhá hơi <laughs> 248 ạ. 248 ạ. GGA làm sao mà mà giống g được Thằng này là thằng đầu N Thằng này thằng đầu C Còn ở đây là thằng A là thằng đầu N Thằng G là thằng đầu C làm sao giống nhau được Hai này khác nhau hoàn toàn Peptit nó có mạch đối xứng đâu 248 Các bôi nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ acetat Các bôi nào sau đây được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất tơ acetat Đấy Hôm nay nhá, phải được thầy Vinh học trong buổi ngày hôm nay thì mới vỡ vạc ra không mai đi thi là sai ngu nhiều. Nha, thế nên là đi thi xong về nhớ cảm ơn thầy Minh nhá, nhớ đội ơn thầy Vinh nhá. Sản xuất từ acetat là đi từ cellulose, đáp án chính xác là đáp án gì? 249. Trong số những hợp chất sau đây, những hợp chất mà tác dụng bên hóa theo tỷ lệ mol 1 1, tác dụng nào hóa theo tỷ lệ mol 1 1? HCOH là 1. CH3CO 3 là 2. Ồ, oh, anh này là 1 2 này, có HCl này, có CH này, 1 2 này bỏ này, anh này có hoạt đính vào vòng này, 3 này. Đúng chưa? Anh này là etyl phenol 12 bỏ, vậy chúng ta chỉ có 3 anh thôi. Nên 249 đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, 3. Ok chưa? Cảm ơn Vũ Hiền nhá. Mấy câu này dễ quá comment được đúng chưa? Khổ lắm, 250. 250. Cho hai hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH thì X nó tạo ra là H2N C2CONa vậy là chú ta biết vào đây 1 2 C rồi vậy thì cái thằng chất Z của nó sẽ còn một C. Còn một C thì nó không thể là C3H được. Đúng không? Bởi vì a uh, thu được chất hữu cơ Z a cũng có thể là C3H bởi vì một nó nó nằm trong này rồi thì nó không còn N, còn nó nữa bỏ. Ok nhá. Thế còn Y tạo ra thằng anh này và khi T, thế thì CONa và khi T thì trong này nằm 3C rồi vậy không còn C nữa. Không còn C nhưng không thể sinh ra N2 được. Bỏ. Được chưa? Thế thì nó chỉ có thể là N3 thôi. Bởi vì trong này làm gì con C? 3 rồi nhá. 3C này trừ đi 3 đây là hết rồi nhá. Được chưa? Mà còn một N với nó là NH3. Vậy chọn luôn đáp án đúng là đáp án A. À, CH3, COH và NH3 ấm luôn. 250. A. À. 251. 251 ạ. À. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã và đang theo dõi buổi live của thầy Minh Merlin. Thầy Minh Merlin đăng chữa cho các em cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai mà thầy Minh viết nhá và đã được nhà xuất bản dân trí xuất bản. Và rất mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em có thể ủng hộ thầy mình bằng cách là comment đáp án thật là nhiệt tình hơn nữa và à, chia sẻ bài học này lại về tường. Cái câu mươi có gì đâu? Đây nhá, thầy lấy nhá. À, trời ơi, à, đây. Ví dụ này, cái anh này này là chung với nguyên tử đúng không? Thì cái chất X này nó có n rồi. Thế nên suy ra trong thằng Z không còn n nữa. Vậy bỏ thằng này. Được chưa? Thứ hai là bây giờ sang đến thằng Y. Đấy, thằng Y thì anh Y này chính là cái Y tạo ra anh này. Thì anh này có 3C. Vậy thì suy ra trong thằng T không còn C Nó chỉ có thể là Xong chưa 251 Cho các phát biểu sao Số phát biểu đúng 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 nha Số phát biểu đúng nha các em nha Số phát biểu đúng nha Xem nào xem nào xem nào Số phát biểu đúng Số phát biểu đúng Ôi giờ lại chậm nữa Thế chậm Thế thì chậm Chậm thì phải cho tim nhiều nhiều rồi nhá Chậm phải cho tim tim nhiều vào nhá Đây đang chạy KPI đấy Anh mặt anh marketing Đức Anh Anh ấy bắt thầy phải chạy KPI khổ lắm tí nữa vẫn phải gì sạch off thế nhà mà marketing bắt là phải chạy kpi tại vì là à, thầy không có team marketing chỉ có anh đức anh là trợ lý thôi anh bảo là à, con fanpage với con tiktok ít like quá thầy phải like nhiều hơn để cho nhiều follow hơn thế là phải làm khổ lắm rồi cảm ơn tất cả bạn và các em nhá hello thank you các em câu hai trăm năm mươi 251 số phát biểu đúng 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 hero hóa hoàn toàn glucose tạo thành sobitone chính xác. Và nước thủy phân cellulose ta ra được trong xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ đúng chính xác. Cellulose trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ visco vớ vẩn vớ vẩn vớ vẩn đúng không? Làm sao mà sử dụng để sản xuất tơ visco được? Cellulose trinitrat là nguyên liệu để sản xuất gì? Sản xuất là thuốc nổ không khói cơ mà. Thuốc nổ không khói cơ mà. Đúng không ạ? Còn lại nguyên liệu để sản xuất tơ thì nó là cellulose ngâm trong dung dịch C2. dài Xác hóa đen trong 24 đặc. Đúng, 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 ba cái đó. Trong nghiệp dược phẩm xác được dùng để pha chế thuốc đúng tiếp. Vậy chúng ta có bốn cái đúng. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 251 đáp án C. 252. 252 ạ. À. Các bạn ơi, các bạn nhớ follow xem trước thì mình để chiều mai các bạn sẽ được theo dõi một buổi mega live còn dài hơn buổi hôm nay. Buổi hôm nay chỉ live 3 tiếng thôi nhá bữa nay chỉ live 3 tiếng rồi vì tí thì mình đi dạy off thế còn lại mai là mai là mai là không phải dạy off mai là các lớp nghỉ hết rồi thế là mai là, là mega live like, dài, 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 dài 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 dài, luôn mà mai còn có cả thủ khoa khối b live cùng thầy học sinh của thầy bùi đức anh mai anh bùi đức anh vào anh sẽ hướng dẫn cho các em cách mà làm sao làm ba hai câu đầu trong 10 phút Thấy chưa ba hai câu đầu trong 10 phút thầy thì thầy dạy ra anh ấy nhưng mà thầy không thể làm được ba hai câu đầu trong 10 phút tại vì các bạn cứ bắt thầy phải chữa chậm chiến đấu nhá Al23 phản ứng với cả hai dung dịch. Ừ, thằng này tính lúc tính nhỉ. Nên tắc, chắc, chắc chắn là tác dụng bên nào hoạt HCL rồi. Nên đáp án chính xác của chúng ta nào, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ 250 bạn. Thực hiện các thí nghiệm sau. Ủa đâu rồi? Các thí nghiệm điều chế được NaOH, các thí nghiệm điều chế được NaOH là càng lấy NaCl và KH vấp vẩn thằng này làm sao điều chế được? Nó 3 à cái này ra được đấy, ra được tạo thành CaCO3 cộng với lại NaOH đấy ra đấy một cháu một cháu cẩn thận nhá một cháu một cháu một cháu mai mấy giờ mai từ 14 giờ 14 giờ nhá chiều cứ 14 giờ chiến liên tục luôn mai dự kiến là like từ 14 giờ cho đến 20 giờ 20 chiều 14 6 tiếng liền đấy 6 tiếng liền nhá biết phân dung dịch NaCl với điện cực trơ có màng ngăn uhm, điện cực trơ mà có màng ngăn thì khi mà điện phân NaCl với điện cực trơ có màng ngăn NaCl cộng H2O có bằng ngăn thì tạo thành NaOH cộng với lại Cl2 cộng H2A à, điều chế được, điều chế được. cl 2 lần vào Na 3 chẳng ra được cái cốc khỉ gì cả. Na3 NO dịch Na2 no CO3 không ra được cốc khỉ gì hết. Hai cháu thôi. Na2 SO4 vào Ba một lần thì thu được kết tủa BaSO4 cộng với NaOH cái này được này. Ba4 kết tủa ba cháu được. Vậy mình sẽ có là gì ạ? 2, 3 và 6 à? 2, 3 và 6 Đáp án chính xác của chúng ta Đó là đáp án C Sao thở oxy Sao, sao thở oxy chưa chậm mà Đã tăng tốc độ đâu Say sóng à Đặng ra mãi Say sóng rồi kìa em ạ Khổ lắm Thầy đã bảo rồi Những bạn nào mà bị say Thì là phải uống thuốc chống say đi Khổ lắm Thầy à Thầy like hàng ngày Từ hôm nay like hàng ngày luôn Nốt sẽ off hôm nay thôi Nốt sẽ off hôm nay rồi, Note the op hôm nay rồi nhá còn đây là hàng ngày các bạn đang nhìn thấy ướt hết người rồi ướt hết người like các em ướt hết người khổ lắm đây trên bàn có ba quả chuối Đấy, để tí tranh thủ nạp năng lượng Đấy, trên bàn ba quả chuối tranh thủ tí nạp năng lượng khổ lắm cái nghề dạy khổ lắm hết sức vì các em tiếp 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 hai trăm năm phản ứng hóa học này tí tí nữa thầy ăn chuối nhé các bạn tắt cam đừng đừng xem cảnh thầy ăn chuối nhé 254 phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm nhiệt nhôm là phản ứng mà nhôm tác dụng với lại oxit kim loại đấy vậy không thuộc dễ nhôm đâu buồn đặc nóng làm sao nhiệt nhôm được 255 kim loại kiềm thổ nào sau đây không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường ui dồi e, bé là không phản ứng được với ai cả đúng bé là của mình anh thôi 256 ở nhiệt độ thường kim loại kiềm thổ nào sau đây không khử được nước? Nhiệt độ thường không khử được nước. Bé đúng không? Bé là không bao giờ ăn nước được. Bé tí phải ăn chuối cơ. 257. 257 ạ. À. Comment thật nhanh Đáp bán kem nhá. Comment phải thật nhanh Đáp bán nhá. Chiến đấu vì màu cờ, chiến đấu vì màu cờ 257. Vì Minh đi À phát lại các bạn lên uh, trên uh, uh, Youtube nhé cũng sắp hóa học thầy Minh Merlin Là ra nhá. Thấy áp lại phun hết trên YouTube Top YouTube Top B, RIO Top 257 cho các kim loại là 257 cho các kim loại Số kim loại trong dãy tác dụng được với dung dịch CuCl2 tạo kết tủa màu xanh ở nhiệt độ thường Để mà tạo được kết tủa màu xanh nhá Thì chỗ này ấy, thì thằng CuCl2 á nó phải tác dụng với lại canh anh mà có OH trừ Fe không tác dụng với nước, không sinh OH trừ vớt Na tác dụng với nước tạo thành NaOH có, K tác dụng với nước tạo thành cao mắt có, xe tác dụng với lại nước tạo thành cao mắt có nghĩa ba là đều sinh OH trừ. OH trừ đi đốt nhau với cucl 2 cộng để tạo thành kết tủa thành ok chưa ba cháu đây ấm luôn nhá ấm luôn ấm luôn ấm luôn yes rồi chọn ngay ấm luôn 228 chất nào sau đây được sử dụng trong y học bó bột khi bị gãy xương đúc tựa thì nó phải là thạch cao nung đúng không em mà thạch cao nung này anh nhá cs bốn cộng một nước ta bán đúng là đáp án b 259 để phân biệt hai dung dịch có trong hai lọ riêng biệt ta có thể dùng dung dịch nào càng đấy mình thấy là con nửa a cộng nhôm ba cộng vậy ta ưu tiên là sử dụng cao quá nhá à, cao hát vào thì à, nhôm ba cộng xuất hiện kết tủa AlH3 lần, kết tủa tăng dần đến cực đại rồi sau đó kết tủa tan dần đến dung dịch trở lại trong suốt. 260. Công thức phân tử của nhôm hiroxit. Nào, 260. Công thức phân tử của nhôm hiroxit là gì ạ? Phải thật nhanh kìa em ạ. À. Phải thật nhanh. 260 công thức phân tử của nhôm hiroxit AlH3 lần. Đáp án chính xác là đáp án B, B. bỏ 261. Để điều chế kim loại natri người ta dùng phương pháp nào? Điện phân nóng chảy NaCl đúng Điện phân nóng chảy nó mắt đúng Điện phân dung dịch nó có bằng ăn không được Khử nó 2 o bằng H2 nhiệt độ cao không được Vậy đây mình chỉ có 1 và 2 mà thôi 1 và 2 đáp án B 1, 2 này B bỏ 262 Nguyên rượu chính dùng để sản xuất nhôm Thì nó là quạng gì ạ? Quạng bô xít đáp án này 263 Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển thành màu xanh Thì nó là NaOH mắt là dung dịch kiềm Dung dịch kiềm thì làm quỳ tím chuyển thành màu xanh 264 để bảo quản kim loại kiềm người ta ngâm nó trong dầu hỏa được chưa? Bởi vì kiềm không tác dụng với lại dầu hóa. 265. Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra thì NaOH vào dung dịch AlCl3 thì chúng ta thấy xuất hiện kết tủa màu trắng tăng dần đến cực đại và kết tủa tan dần, sau đó đã tan hết. Lúc đầu kết tủa cao trắng sau đó tan hết, đáp án đúng đáp án C. 266. Để điều chế kim loại kiềm thì chúng ta sử dụng phương pháp nào? Thì để điều chế kim loại kiềm thì chúng ta sử dụng là phương pháp là điện phân nóng chảy, đúng không đáp án đúng là đáp án C. 267 để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl thì ta sử dụng dung dịch NaOH. NaOH vào thì AlCl3 thì nó sẽ xuất hiện là kết tủa keo màu trắng AlOH 3 lần tăng dần đến cực đại sau đó kết tủa tan. Câu 268 xà phòng hóa STX mạch hở trong dịch NaOH thu đủ hỗn hợp gồm các chất hữu cơ gồm. Vậy nó sẽ là COO này, C2H5 này, COO này, CH nối đôi CH2 đúng không ạ? Vậy công thức phân tử của X là C12 đây là 3 này, C6 được chưa? H8 C6 H8 O4 đáp án chính xác là đáp án D các em nhá. Đáp án chính xác là đáp án D. Cảm ơn tất cả các bạn và các em đã tặng quà thì mình. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã tặng quà thì mình. Cảm ơn bạn Vân Anh đã gửi tặng Thầy mình một bông hoa hồng. Cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang nhiệt tình theo dõi cũng nhiều comment đáp án trong buổi học ngày hôm nay của Thầy mình. Cái việc mà các em mà comment đáp án nhiệt tình ấy, đấy là một cái nguồn động lực để Thầy mình có thể livestream chiến đấu liên tục của các em từ hôm nay đến lúc mà các em thi. À, các bạn không quên là mỗi phút sáng 5 giờ 15 phút sáng dậy chiến đấu của thầy Minh. Nhá, nhớ đặt nút chuông kích và nút follow để không không bỏ lỡ bất kỳ một buổi live nào có thể anh kêu tất cả các bạn và các em rất nhiều hai cho các phát biểu sao thêu thao đó các em ạ thì phân vai axetat bằng nga thu được nát axetat và phong vớ vẩn thu được nát axetat và ch ba sẽ đúng không acetanit ý b polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng hợp đúng ở điều kiện thường anidin chất khí vớ vỡ vẩn nó là chất lỏng cellulose thuộc loại polysaccharide đúng Thì vẫn hoàn toàn albumin thu được hỗn hợp gồm alpha đúng bởi vì albumin nó là à, nó là anh protein dạng đơn giản nhá được chưa ở điều kiện thích hợp triulin tham gia phản ứng cộng đúng rồi bởi vì anh này là chất béo không nó đúng 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 một hai ba bốn. bốn cháu bốn cháu đáp án đúng là đáp án c à vừa nãy có bạn hỏi là thầy chiến đến mấy giờ KPI mà anh Đức Anh anh ấy đặt cho thầy Và anh bảo là hôm nay Thầy phải chữa được 400 cậu Trong vòng 3 tiếng Thầy mà không chữa được thì về em phạt Ủa thế Thế mà thầy thì chỉ được chữa đến 5 giờ thôi Tại vì là 5 giờ phải đi dạy off rồi Không thì ai dạy cho Ước gì thầy phân thân được Thế nên là hôm nay là live live 5 giờ kèm nhá Live 5 giờ Live đến 5 giờ Hôm nay còn dạy off Khổ lắm Hôm nay vẫn còn dạy off Hôm nay vẫn còn phải đi 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 đi, đi dạy off Người thầy này thân uh, sức tàn tạ khổ lắm các em ạ. 270. Sau này đừng bạn nào học thầy giáo nhá. Học thầy giáo khổ lắm. Không sung sướng gì cả. Cái loại nào xoay đi có tính khử mạnh nhất? Tính khử mạnh nhất gì ạ? Khi nào ba cần mua áo? Mà cơ. À. Ú ú ú ú. 271. Ơ ờ, sao nhảy sang 200? ờ, đúng, 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 271. Tiến hành thí nghiệm sau. Số thí nghiệm thu được chất khí ạ. 271 ạ. Số thí nghiệm thu được chất khí 271 271 271 bao nhiêu thí nghiệm thu được chất khí ạ này các thí nghiệm sau số thí nghiệm thu được chất khí lại có mà ha? linh đề trên fanpage nha thì mình mới liên học NACL nóng chảy chắc chắn thu được CL2 bay lên có đi phân dung dịch siêu 4 điện cực chơ chắc chắn thu được khí O2 bay lên có màu natri natri và dung dịch tác dụng với nước có H2 bay lên có FE và CO4 không có khí A của HCL không phản ứng Cu thì có NO3 trừ này NO3 trừ n hai bốn chẳng có gì cả Không thu được chất khí Vậy chúng ta chỉ có ba anh thu được chất khí thôi 271 đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì Nhá D, 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 272 272 Số phát biểu đúng Tất cả các peptide đều phản ứng màu biểu rê vớ vẩn Đúng không? Các peptide làm sao có màu biểu được Mà nó phải là đi từ gì ạ? Nó phải là đi từ repeptide trở lên Nhá Vậy tất cả các peptide đều có phản ứng màu ure sai. Muối phenin amoni clorua tan trong nước chính xác phenin amoni clorua này C6H5 NH3 Cl nhá. Phenin amoni clorua ấm chưa? Ở điều kiện thường thì metinamin và dimetinamin những chất khí đố để ghi đúng ghi đỏ Trong phân tử peptide mạch hở glialava có 3 nguyên tử nitơ. Xem nào. Hai liên kết NH CO dẫn đến có hai N. Amino acid đầu N là gly thì có một nhóm NH2. Suy ra tổng cộng có 3N, chính xác, đây đúng. Ở điều kiện thường amino acid ở những chất lỏng vô vẩn nó là chất rắn. nhá. Vậy mình có 1 2 3 cháu đúng, 3 cho đúng vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 1 2 3, 3 cho đúng, đáp án chính xác là đáp án D. Câu 273. Câu 273 có nhá, có thì áp lại trên Youtube mà. Thầy áp lại full trên Youtube nhá. Các bạn thoải mái follow là kênh Hóa học thầy Minh Mely mình mình. nhá. 273 một octa peptide nhá một ta peptide có công thức thủy phân không hoàn toàn peptide này thu được tối đa mấy loại peptide có amino acid đầu n là phê chú ý này amino acid đầu n là phê amino acid đầu n là phê khóa đấy thu được tối đa mấy loại peptide úi rồi ôi mấy loại peptide có amino acid đầu n là phê đầu n là phê thì phê phải đầu này rồi vậy là có phê này xét này đúng chưa có phê xét nhá có phê pro nhá đúng chưa có phê xét phê nhá đúng chưa và có phê xét phê pro nhá đúng không ạ vậy ở đây với câu 273 thì chúng ta thu được 4 4 peptide có amino acid đầu n được chưa nhưng mà đề bài là hỏi là mấy loại peptide Quay xe chưa? Mấy loại peptide quay xe chưa? Nào Loại peptide thì đây là đi peptide thu được hai anh đi peptide một anh đi peptide và một anh tetra peptide Vậy tổng cộng chúng ta thu được 3 loại peptide C 274 Số chất tác dụng được với dung dịch FN 3 hai lần um, M có hai lần chất rắn không tác dụng nhá Đừng để bị lừa H cộng Sắt 2 cộng nổ 3 trừ Có một chất AgNO3 thì Ag cộng, cộng với Fe2 cộng hai chất. HNO3 thì đây sắt dương hai có ba chất. Đây sắt dương hai tác dụng với Cl ba bốn chất chúng ta tổng cộng bốn chất đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Câu 275. Trong tự nhiên thì canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước thì nó còn được gọi là thạch cao sống. D 276. 276. 276. 276 nào các em ơi, phải thật nhanh. 276, 276 ạ. Say xe à? xây xe, xe uống thuốc nhá, xây xe, xe uống thuốc vào, uống thuốc vào. 276. Hello, xin chào tất cả các bạn và các em, chào mừng tất cả các bạn và các em đến với buổi live chữa 400 câu lý thuyết nắm chắc 8 cộng. Và ngày hôm nay ở cái live này thì uh, thầy Minh là chữa trong cái cuốn sách mà 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai của thầy Minh. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là ủng hộ thầy Minh bằng cách là comment cũng như là chia sẻ lại buổi học này lại với tương. Cảm ơn tất cả các bạn và các em nhá. Chiến đấu 276. Yêu một tình của xóa mạnh nhất. Khi nào bạn cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng. Adiou, au, au, au. Audition D277. Số phát biểu đúng là. Số phát biểu đúng là. Ở nhiệt độ thường thì CO2 lần tan ở trong gì glycerol. Đúng. Ở nhiệt độ thường sẽ 4 phản ứng với nước brom. Đúng. có cháy hoàn toàn CH3, CO, 3 thu được số mol CO2 bằng số mol nước. Đúng. Etheno đơn hợp mà. Glycin phản ứng với dung dịch đá Đúng. Nó có nhóm CH, có nhóm đá Đúng. Vậy chúng ta có tổng cộng cả 4 cái đều đúng. D. Ấm luôn. 278 cho các chất sau. Dãy gồm các chất đều tác dụng với NaOH và dung dịch HCl. Các bạn lưu ý này, anh Z ethylamine không phản ứng với NaOH. Vậy cứ thằng nào có Z là bỏ. Bỏ Bỏ Bỏ, bỏ. Chọn C. Ấm luôn, 279. Thế này các thí nghiệm sau Vàng rồi, trên này là làm mất. Này là mất KPI rồi kìa mà. Hơn một tiếng rồi mà chưa chữa được nửa một nửa. Này hỏng rồi. Này Đức Anh trừ lương thầy. Này Đức Anh trừ lương thầy rồi Khổ thần quá 279 phải chậm nhá Chậm nhá Chậm nhá Nhưng mà bây giờ mà muốn không bị trừ lương Thì các bạn nhớ tác cho thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây nhá Để không bị uh, trừ lương cũng Đức Anh trừ lương thầy đấy Khổ lắm Làm thân người thầy thật là khổ Câu 279 Số thí nghiệm thu được hai mũi Ui rồi câu này khó này 279 này cũng đếm được căng đấy Số thí nghiệm thu được hai mũi là Các bạn làm hộ thầy nhá Cl2 và NaOH ta thu được NaCl. NaClO Đúng rồi muội. Đúng rồi. Cô to hết 2 mol thì đây OH- chia cho 2 bằng 1,5 thì thu được Na2CO3 và NaOHCO3, hai muối đúng. KMnO4 và HCl đặc thì mình thu được KCl. MnCl2. Cl2. H2O, hai muối đúng tiếp. Phản hợp Fe2O3 và Cu thì mol tương ứng là 2 chia 1. Hai thằng này, một thằng này. Vậy mình sẽ có là Fe3 cộng là tổng cộng 2 2 là 4. Cộng với Cu 1 để tạo thành Fe2 cộng cộng Cu. Fe2 cộng cộng Cu. Đúng chưa? Đây là cân bằng đây 2, đây là 2. Ok nhá, anh này là 2, anh này là 2. Vậy thì chắc chắn là mình sẽ có là Fe2 cộng này Cu2 cộng với Fe3 cộng dư, nó dư 3 muội, sai. CuO vào HNO3 thì mình chỉ thu được CuNO3 hai lần thôi. Bỏ. Sai tiếp. KHS vào NaOH vừa đủ thì mình thu được K2S cộng với Na2S cộng H2O. Đúng. Vậy mình có tổng cộng là 1 2 3 4. 4 thí nghiệm mình thu được hai muối, các em nhé. 4 thí nghiệm mình thu được hai muối. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án à, 279. Đáp án A, à? 4 thí nghiệm thu được hai muối. 280 280. Dê sai. Dê là mình có F2 cộng CO2 cộng và F3 cộng dư thì mình thu được tận 3 muối cơ mà. Lấy đầu là 2 muối nhá, 280. Số nghiệm thu được kim loại. Úi giời ơi, các bạn sợ mấy câu đếm đếm này lắm đúng không? Các bạn sợ mấy câu đếm đếm này lắm đúng không? Ý A này. Số thí nghiệm thu được kim loại này. Chú ý đây là F3 cộng dư thì magie mà cộng F3 cộng dư thì tạo thành magie 2 cộng cộng F2 cộng nhá. Không có. Cl2 và FeCl2 thì mình thu được FeCl3 cũng không thu được kim loại. Thì bài này yêu cầu là thu số thí nghiệm thu được kim loại mà. H2 khử CuO thì tạo thành Cu. Vậy là có kim loại đúng. Na vào CuS4 thì không thu được kim loại bởi vì Na không đẩy được Cu. Na sao đẩy được, được được Cu đúng không? Nên là bỏ tiếp nhá, bỏ tiếp. Được chưa? Bỏ tiếp nhá. Sai. Nhiệt phân AgNO3 chắc chắn mình thu được Ag. Ấm luôn. Đốt FeS2 trong không khí thì mình thu được F2O3 cơ làm sao mà có được được kim loại được bỏ tiếp vậy ở đây chúng ta chỉ có đây c và d là đúng rồi sorry ạ c và e là đúng vậy chúng ta chỉ có 2, 280 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B kèm nhá toàn câu đếm ạ thầy thích được chưa thầy thích cho câu đếm vào đây đây thực ra thực ra không phải là thầy thích đâu bởi vì là mục tiêu thầy muốn cho các bạn được ăn chắc 8 điểm thì những câu lý thuyết đếm này là các bạn cần phải nắm được chắc nhá câu 281 cho các phát biểu sau số phát biểu đúng là tất cả các biết tít đều có phản ứng màu đây vớ vẩn sai muối phenin amoni không tan trong nước sai tan trong nước ở nhiệt độ thường metinamin và dimetinamin là những chất khí đúng trong phân tử peptit mạch hở có bốn nguyên tử oxy rồi hai liên kết NH CO suy ra có hai O gly này là amino acid đầu C có một nhóm CH tự do hai O nữa hai O cộng hai O là bốn O đúng ở điều kiện thường amino acid là những chất lỏng sai vậy đây mình sẽ có hai phát biểu đúng C và D hai phát biểu đúng đáp án đúng là đáp án D 281 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án à? D các em nhé Rồi sang bọn dễ đây rồi Khổ lắm các bạn cứ hỏi là đâu là câu dễ Đây dễ đây dễ đây Bây giờ chả nhẽ mình làm dễ suốt à? Đúng không Chả nhẽ mình làm dễ suốt à Sao bạn nào bảo 279 sai Đâu 279 đây á 279 chỗ nào sai nhỉ 279 chuẩn mà 4 em 282 282 282 à? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã đến với cái buổi live của thầy Minh Mìa Linh Ngày hôm nay là cái ngày mà thầy Minh sẽ chữa cho các em 400 câu lý thuyết mục tiêu ăn chắc 8 điểm Như các bạn biết là cái mục tiêu 8 điểm là cái mục tiêu mà rất nhiều bạn cần Ok không ạ? À, thì rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ lại buổi học này Và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn có các em vào đây Bởi vì đây là một buổi live free Ok ạ? Và những cái bạn nào mà chưa kịp follow thầy Minh nhá Những bạn nào mà chưa kịp follow thầy Minh Thì các bạn hãy nhớ là follow thầy Minh Đặt xem trước để không bỏ lỡ tất cả các buổi live của thầy nhá. Ok ạ. Câu 282 vị trí của kim loại kiềm cho bạn hãy tuấn không? Tuấn một 1A dễ quá nhỉ. Bắt đầu có tình trạng đau họng rồi đấy. Ngày nào cũng chữa nhá. Ngày nào cũng like, ngày nào cũng chữa. Bắt đầu từ thầy like liên tục ngày nào cũng like từ 38 ngày nay rồi, sáng nào cũng 5 giờ 15 phút. Có điều các em chưa có duyên nhìn thấy thầy thôi. Nhá. Còn lại bắt đầu từ ngày hôm nay ngày nào cũng like hai phát một phát là 5 giờ 15 phút sáng nhá. Một phát là 15 giờ 15 phút sáng và một phát là buổi chiều. Liên tục cho đến hôm thì. Nào 283 tính chất hóa học chung của kim loại. Tính khử B 284. Phân biệt ba dung dịch dần một thuốc thử. chắc chắn là dụng quỳ tím, Quỳ tím vào thì glycine không đổi màu, axit acetic màu đỏ, Etiamine màu xanh. 285. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trung hòa ạ. 285 Lấy đâu thầy làm gì có hộp sữa nào Đây nước lọc Nước lọc Nguyên chất Mặt bàn đúng có hai quả chuối Đấy tí nó diễn chuối cho các em xem Đây đúng hai quả chuối 285 Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp Lưu ý ạ Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp Chất nào ạ Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp Styren trùng hợp chắc Caprolactam trùng hợp Ethylene trùng hợp Toluen 286 dầu thực vật hầu hết là lipid ở trạng thái lỏng là do chứa chủ yếu gốc axit béo no vớ vẩn chứa chủ yếu gốc axit béo không no b 287 thì phân chất x thu được sản phẩm gồm glucose và fructose vậy x là gì nó là saccharose đúng không 287 quá dễ nhờ các em ơi comment đáp án phải thật nhanh lên comment đáp án nhanh lên trời ơi comment chậm thế chậm hơn cả thầy à thế ai đi thi giờ thầy hỏi các em ai là người đi thi thầy hay là các em Thế tại sao mà các em không 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 cháy được hơn thầy? Thì ông thầy ông ấy không đi thi nhưng mà ông ấy dậy sớm được 38 ngày liền rồi. Sáng nào cũng 5 giờ 15 phút sáng. Dậy đốc thúc các con em học sinh. Các con cún nhỏ dạy học bài. 38 ngày liên tiếp rồi, không tin lên trên lên lên, lên trên phở bò mà xem. 38 ngày liên tiếp sáng nào cũng 5 giờ 15 phút sáng lại. Hôm nay là còn live liên tục 3 tiếng. Thế thì thằng nào đi thi? Thằng đang ngồi nói này hay là mấy thằng đang comment? 288 Cặp nào không xảy ra phản ứng Không xảy ra phản ứng đấy Không xảy ra phản ứng CU nổ 32 lần và dung dịch náo mắt chắc chắn có rồi Toàn đánh kết tủa CU quá là lần Đúng không? Đúng không? Đúng không? Làm sao ăn được? Đúng chứ? Không có khả năng xảy ra phản ứng ZN ZN 2 cộng tác dụng tác dụng OH trừ rồi Đây có CO2 trừ tác dụng ăn H cộng rồi Vậy không xảy ra phản ứng là B 289 FES4 có lẫn tạp chất là CO4 để thu được FES4 tinh khiết thì chúng ta dùng bột FE dư, FE đẩy được CO2 cộng 290 cho từng chất sau. Và dịch. Có trường hợp sẽ đọc phản ứng là cho từng chất sau vào dịch N2CO3 đấy. Thì số trường hợp sẽ đọc phản ứng là AG là 0, không. CO0, không. BA mắt lần có 1, AGN3 có 2, CO2 có 3, vị tím có 4, FE0, K có 5, A, L, 3 có 6, tổng cộng có 6, 290. Đáp án đúng là đáp án C. Có 6 anh sẽ ra phản ứng. Các em nhá. 291. Wow. Càng quá, càng quá, càng quá, càng quá. Càng quá nhỉ. Thank you, thank you. Thank you đặng ra máy nhá. Cảm ơn tất cả bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã và đang theo dõi nhiệt tình cho cái buổi live ngày hôm nay của thầy Minh. À, hãy chia sẻ là buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây bởi vì đây là buổi live free. Và hôm nay thì thầy Minh uh, like trực tiếp chiến đấu cùng với tất cả các bạn và các em 400 câu lý thuyết mục tiêu 8 cộng. KPI là 400 câu nhưng mà bây giờ tôi like được một tiếng rưỡi rồi tôi chưa chữa được 100 câu các bạn ạ. Ủ lắm. Các bạn cứ không cho thầy đọc rap. Đọc rap một tí các bạn kêu là 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 là, là đọc chậm chậm lại, chán thế. Buồn buồn. Rồi mai thầy mời thủ khoa lên đọc rap cho các em nghe 32 câu đầu. Thủ khoa làm trong vòng có 8 phút thôi. Nhá. Mai anh nghe thủ khoa rap khổ lắm, 291 Polymer tổng hợp Nilon 6, acetate là bán tổng hợp nhá. Tơ tằm là thiên nhiên Visco là bán tổng hợp, nilon 6, 6 là 2 Nitron là 3, cao su buna là 4 Polymetin, metaclan là 5 Cao su thiên nhiên là thiên nhiên rồi PVC là 6, 6 cháu, 291 Đáp án đúng là đáp án C, 6 cháu 292, kim loại Zn có thể khử được ion nào sau đây Thì Zn thì non H+, <laughs> dễ 293 93 Liên phân dụng dịch có màng ngăn ở cao tốt thì thu được Có màng ngăn nhá, điều ý có màng ngăn mình thu được là cao hắt này cộng với lại cl2 này cộng h hai thì cao tốt là nơi cao trị ông đến nên chắc chắn mình thu được cao hắt nhá cao hắt và h2 đáp án chính xác là đáp án c ấm luôn ok chưa câu 294 ấm áp ấm áp ấm áp 294 nghe về theo kpi này chắc may trang đến cuối buổi may chăng chữa được 200 câu hỏng rồi cái này kpi ông đức anh ông ấy ra cho tôi là xịt rồi này mai về nó trừ lương hộ thân không có màng ngăn thì tạo thành là KCL và KCLO nhé 294 294 cho bộ CU đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm CFN ba 3 3 lần và AgNO 3 thu được chất đoạn X và dung dịch Y X và Y chứa cái gì CU đến dư à Thế thì CU nó sẽ đẩy được AG nên chắc chắn chất chắn của chúng ta X là sẽ cùng AG và CU không thể muốn mình AG được bởi vì CU dư mà Thế có AG và CU thì trong dịch chỉ tồn tại mối sắt 2 thôi. Đúng chưa? CU2 cộng và F2 cộng. Đáp án chính xác đáp án A. À, 295. 295 ạ. 295 ạ. Chào mừng tất cả các bạn và các em đến với phiên live của thầy Minh Miali. Hãy nhiệt tình comment đáp án và nhiệt tình chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là buổi học free. Thank you tất cả các bạn và các em rất nhiều. 295. Sắp tròn 100 câu rồi. Ui dồi ôi cái đề này khó thế nhỉ Làm mai mới được trăm câu Hơn một tiếng rồi. Thôi tăng tốc nhá, tăng tốc nhá. Cho các chất, số chất đều phản ứng với dịch nợ HCl và NaH. Al là 1, Al 2 3 là 2. Al 240 4 Zn là 2 4, là lần là 3, NaH là, là 4. K2SO3 là 0. Nó 4 2 lần CO3 là 5, 5 cháu. B. 296 nhân phân hoàn toàn FeNO3 2 lần trong điều kiện không có không khí thì thu được F2O3 và NO2 và O2. B. 297 số đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X mà khảo thu được CO2 và hai O phân tử khối của X là 30. Số hợp chất hữu cơ thỏa mãn điều kiện trên. Úi giời ơi. Càng càng căng căng càng. Câu này khó lắm thầy không biết giải đâu các bạn giải đi Nhá Câu này khó lắm thầy không biết giải đâu các bạn giải đi Các bạn giải hộ thầy nhá Ok không Được không Bên Từ khối 30 khó Khó thực sự luôn co hoa bằng nước Thì mình nghĩ ngay đến anh đầu tiên là HCF đâu Đúng không ạ 2 cộng với 12 là 14, 14 cộng 16, đúng rồi, một cháu. Thầy chỉ nghĩ được có một cháu thôi. Sao câu này khó thế? Các bạn chọn đáp bán gì? Không thấy hết đề Đây. Các bạn chọn đáp bán gì? Các bạn chọn cho thầy với. Thầy không biết, em cũng không biết. Thế thì ai biết bây giờ? Thế thì phan là một cái. Thế chả nhét tôi một à? Bình thường ấy, những cái câu này ấy, mà ra ấy. Mà nếu mà mình tìm được một chất thì ít khi nó vào một lắm. Chẳng là bây giờ cố nặng là thêm chất nữa. Cố nặng là thêm chất nữa để mình chọn hai. HCO làm sao được HCO H nó 46 Đây phân tử khối của nó là 30 thôi Phân tử khối nó có 30 thôi Đấy nặn mãi ra được anh HCO HCO Còn anh nào nữa Anh CS3 H nó là 32 nhá Còn không được rồi Đấy Còn anh nào 30 nữa không Mà ra được CO2 là bằng nước cơ Càng thế CO2 là bằng nước CH630 đấy nhưng mà CH6, CO2 bằng nước đâu Đây này À đây 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 Thu được xe ngoài nước không nói xe ngoài bằng nước Đúng rồi Xe A6 Ấm áp luôn este không có nhá axit không có Amin Amin là, là lẻ rồi không có Amino axit càng không Đúng chưa ancol thì nhỏ nhất là hai rồi Thế thì ankan uh, Ancan là xe A6 rồi Nên là không có Anken không có Ankin Không có Benzen Đúng chưa Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có anh thôi <laughs> em thấy thầy dự đoán chuẩn không rồi, cảm ơn bạn Hiếu Lê nhá. Cảm ơn tất cả các bạn và các em đã giúp thầy Minh giải được câu này. 297 đáp án B, mày qua không xịt KPI. Thank you tất cả các bạn và các em. Tốt 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 tốt. Hay không? 298. Hiện tượng xảy ra khi nhỏ từ từ tới dư dịch ná mắt vào dịch BAH siêu bài lần. Câu này khó phết ý. Câu này khó phết đấy. Không đùa đâu. Nhờ. OH trừ cộng HCO3 trừ tạo thành CO3 trừ CO3 trừ, trừ cộng Ba cộng mình tạo thành kết tủa BaCO3. Vậy có kết tủa chẳng xuất hiện và nó không tan. Nơi A mắt có do dư vào thì BaCO3 không tan nhá, có kết tủa chẳng xuất hiện và không tan. bỏ. 299, thí nghiệm nào sau đây tạo ra kết tủa sau khi kết thúc phản ứng? 299 ạ. Thí nghiệm nào sau đây? Thí nghiệm nào sau đây tạo ra kết tủa khi kết thúc phản ứng? béo lần dư vào AlCl3 không được nhá, bởi vì là AlOH3 lần thì nó không tan trong thằng BA hóa lần dư sorry A là 3... <laughs> nó tan trong BA lần dư nhá không được À, 3 ba dư vào AlCl 3 thì chắc chắn mình thu được kết quả alc ba lần rồi tại vì là kết quả alc ba lần thì không tăng trong nó ba dư vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án b ấm nuốt, ba trăm ba 300 ba ba phản ứng thủy phân trong điều kiện thích hợp cho các chất sau đây số chất có phản ứng thủy phân trong điều kiện thích hợp là bao nhiêu chất bao nhiêu chất nào bao nhiêu chất à phân không thủy phân được Sát thủy phân, ethyl acetate thủy phân hai cháu. thằng này triglyceride thủy phân, tinh bột thủy phân, tripalmitin thủy phân. 1 2 3 4 5, 5 bỏ, ấm luôn, 300. Ok, kêu bôi, ojay, mình đã giải được xong 100 câu đầu tiên. Thôi chết rồi, 1 tiếng 30 phút. 1 tiếng 23 phút mới giải được 100 câu. Ông lúc anh ông ấy cho tôi là 3 tiếng mà yêu cầu là phải là thể giải hết được 400. Chết, chết 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 chết. Làm sao mà làm được toang 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 rồi các em ơi. Độ kiếp cho thầy với hỏng rồi, 400 câu bây giờ chữa đến ngày mai à. Khổ không. dê yeah, được hẳn 100 câu. Hỏng rồi. KPI thế này tối nay vợ không cho ăn cơm. KPI này chết. Xin phép các em là thầy giải được 100 câu rồi, thầy tự thưởng cho thầy một quả chuối nhá. Xin phép các em ơi thầy tự thưởng cho thầy một quả chuối ôi giời ơi, mệt quá các à, bạn nào uh, hỏi gì thì hỏi đi nhá mời cả nhà ăn chuối nhá đấy chuối này chuối tí hon ăn gì bổn đấy tối làm mà like rồi tối thì dậy óp mệt quá mệt quá mệt mệt không ta cam diễn ăn chuối luôn chậm kpi tối không được cho ăn cơm bây giờ chỉ được ăn chuối thôi ăn chuối nhá à, đợi tí à, chào anh em tí à, chào anh em ăn chuối tí chào anh em ăn chuối tí à. hello ui nhìn ra nào tí các em nhá thôi các bạn đừng 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 nhìn cảnh đằng sau nhá nghe nhìn cảnh đằng sau ông thầy ông rách nát á thôi mời cả nhà ăn chuối không không giải giải hết chứ để giải 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 hết Giải hết yên tâm nạp nạp năng lượng Quay lại được Quay lại được mà Thầy uh, Update lên trên Youtube Hoa học Thầy Minh Các bạn xuất Hoa học Thầy Minh uh, Tài liệu thì Ừ uh, tăng uh, số đấy Tài liệu thì thầy để ở trên Fanpage uh, uh, Fanpage Nhá Trên uh, phở bò Được chưa ngon ngon nói là nãy giờ các bạn biết không ở trong chuối này thì ngoài cái vị chuối nó là isoaminoacetat đấy thì trong chuối đúng ấy nó còn có gì nó còn có glucose thì cái đường glucose này thì nó có, sẽ có một cái tác dụng đấy là nó giúp cho chúng ta tăng lực tăng lực tăng lực đấy nó giúp cho chúng ta tăng lực thì tăng lực lên thì nó sẽ chống cho chúng ta đỡ mỏi mệt nhá đi học á Chuối xanh thì chưa tinh bột nhá chuối xanh thì chưa tinh bột đây <laughs> giải nào <laughs> chuối xanh chưa tinh bột thế nên là khi chúng ta cho iốt vào nhá khi mà chúng ta cho iốt vào ấy thì chuối xanh ấy thì nó sẽ cho chúng ta là cái màu thì thầy vẫn cố mà em toàn ăn chuối trước khi tập gym rồi kinh nhỉ à? Mình để trên phiên khổ lắm Xanh tím về tím xanh Tinh bột Vào chuối xanh thì xanh tím về tím, tím xanh Đá bóng ăn chả Xong rồi xong rồi Còn quả nó để dành tí nó giải đến câu số 400 Để dành <laughs> chiến tiếp chưa có một quả để danh thôi có một quả để danh một quả để danh tí nữa đến câu bốn trăm làm phát nữa được không ạ nhìn giải lao xong chưa sẵn sàng chưa chiến đấu tiếp nhá chiến đấu tiếp chiến đấu tiếp này. rồi các bạn thông cảm cái phong xanh của thầy nó hơi xấu nhà nghèo không có điều kiện rồi ok chuyển đổi camera rồi let's go chiến tiếp theo nhá rồi 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 chiến tiếp chiến tiếp chiến tiếp à, ô quên mất chưa sạc con bút ok mà tí nó sập nguồn thì lại phải đi sạc bút câu 301 301 kem nhá trong môi trường kiềm thì protein có phản ứng màu biure với trong môi trường kiềm à. chết rồi ăn chuối rồi bây giờ não chỉ nhớ đến chuối thôi rồi hồng 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 môi trường kiềm thì protein có phản ứng màu với siêu hai lần ta bạn đúng là đáp án C 302 phát biểu nào sau đây là sai 302 phát biểu nào sau đây là sai game nhé phát biểu nào sau đây là sai phát biểu nào sau đây là sai hello chào tất cả bạn và các em chào mừng tất cả bạn và các em đã quay trở lại với buổi live ngày hôm nay của thầy Minh Merlin buổi live ngày hôm nay của thầy Minh Merlin sẽ live từ 14 giờ dự kiến đến 17 giờ và chúng ta mới đi được một nửa quãng đường của chúng ta và chúng ta mới giải được 100 câu thôi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã chia sẻ buổi học này và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Thank you. Chiến đấu tiếp thôi. Let's go. 312. Phát biểu nào sau đây sai? L-lysine valine lysine. sai luôn. Lysine thì làm sao có chứa một nhóm amino, một nhóm carboxyl được? Sai à luôn nhỉ? 303. Phát biểu nào sau đây sai? Ion Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn bạc cộng. Sai luôn. Bạc cộng vẫn mạnh hơn Fe3+ kim loại có tính chất chung đúng này à, tính dẻo dẫn điện dẫn nhiệt ánh kim đúng rồi tính chất học chung kim loại tính khử đúng nguyên tắc điều chỉnh kim loại khử ion kim loại thành kim loại đúng ba lẻ tự ba lẻ tự, chất nào sau đây ạ câu ba lẻ tự chất nào sau đây không có phản ứng tráng gương lưu ý nhé không có phản ứng tráng gương chất nào sau đây không có phản ứng tráng gương không có này lúc có axit formic là HCOOH có đúng không Ethanol là CH3 CHO có Vậy là axit acetic là không có CH3 COH là không có nhá Vậy không có phản ứng trắng ngược Ở đây chúng ta đáp án đúng là đáp án B Bỏ Ok Câu 305 công thức Câu công thức hoa học của phân tạng URI N2 2, 2 lần CO nhé Các em nhé B 306 Dung dịch nào sau đây 306 Dung dịch nào sau đây Câu trai 306 Dung dịch nào sau đây phản ứng với NH3 dư Phản ứng với NH3 dư Mà lại thu được kết tủa dung dịch nào sau đây phản ứng với NH3 dư mà lại thu được kết tủa đó là AlCl3 mình thu được kết tủa AlH3 lần 307 tác nhân gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào hiệu ứng nhà kính thì do là chủ yếu là khí carbon nick đúng không khí carbon nick đáp án A khí carbon nick. 308 dung dịch chứa amon h 3 po 4 và dung dịch chứa 2,5 amon KOH. vậy thì OH trừ chia cho h 3 po 4 bằng 2,5 2,5 lại suy ra tạo thành muối K3PO4 và K2H K3P4 và k 2 hp 1 đáp án đúng đáp án D. 309 chất nào sau đây là ancon bậc nhất là bậc 1 đấy, Ethanol Đúng không ạ? là à uh, anh an uh, anh nhóm OH đính vào carbon bậc 1, đúng không ạ? Xem hai quá. Ấm nhá. Ấm, ấm nha, ấm nha Ấm luôn đi còn gì nữa. Mega về môn hóa của thầy Minh là một trong số những mega cực kỳ chất, cực kỳ hay và thầy Minh thực hiện liên tục cái buổi live này để chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã ủng hộ thầy mình. 310 Số phát biểu đúng Số phát biểu đúng 310 cho em nhé Số phát biểu đúng Kim loại Na và K đều khử được nước ở điều kiện thường Kim loại Na và K đều khử được nước ở điều kiện thường Đúng Để bảo quản nắp đi người ta ngâm nắp đi trong dầu hỏa Đúng Điện phân dung dịch COS4 thu được siêu của anốt sai, siêu của ở cathode sai. kim loại vào fes 4 thu được FE sai, Na tác dụng với nước mà. Na không đẩy được FE sai. Cái lõi FE có thể được điều chế bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện, thủy luyện được ZN để FE nhiệt luyện được, nhiệt luyện vẫn sử dụng, điện phân được. Đúng. Số phát biểu đúng là 1 2 5, 3 phát biểu đúng. 3 phát biểu đúng đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhé. 3 phát biểu đúng đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Bây giờ tất cả các bạn đã chọn đáp án D. Câu uh, 310, đáp án chính xác của thầy cho chúng ta đó là đáp án D ạ. 310 310 đáp án chính xác đáp án D ok chưa các em ơi Ổn không Ấm không Ấm chưa 310 đáp án đúng đáp án D nhá Nếu nhiều bạn lại không biết làm câu 310 thì toàn nhỉ Sao 311 à Sao 311 à Vèo veo chứ 311 Khi loại nào sẽ đi không tan trong dịch HCL Thì không tan trong dịch HCL nó là cờ 312 chất nào sau đây tác dụng với HNO3 loãng sinh ra khí NO thì nó phải còn tính khử đúng không em? Nó phải còn tính khử. Thế tác dụng HNO3 loãng và sinh ra khí NO thì nó còn tính khử thì trong này thằng nào còn tính khử? Thằng nào còn tính khử ạ? Thằng nào? Thằng CU đúng không? Đáp án đúng đáp án C. 313 phát biểu nào sau đây là sai. 313 phát biểu nào sau đây là sai. À hello chào uh, Mai Danh Nam nhá. Giờ mới thấy Mai Danh Nam mà học đấy. Lai lùng lắm. Phát biểu nào sau đây là sai. Uh, cho dung dịch NH3 dư vào AlCl3 thì thu được kết tụa. Đúng dung dịch muối NaCO3 có môi trường axit là sai, nó là môi trường kiềm, sai B. 314 trong hydrocarbon nào sau đây hydrocarbon chứa vòng benzen. Trong hydrocarbon sau đây hydrocarbon mà chứa vòng benzen. Hydrocarbon nào chứa vòng benzen? Thì nó là styren đúng không? Styren đấy, vòng benzen này. Sty ai đó. <laughs> Sty ai đó. Cái vòng benzen quá dễ. 315 số đồng phân amin bậc 2 của C4H11 thì mình có là 1 cộng 3 2 cộng 2 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 2 chỉ có 1 1, 1, 3 có 2, 1 x 2 bằng 2 1 x 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 3 3 nhé, là đúng là bạn A Bạn nào không biết cái này thì uh, lên YouTube search uh, tìm đồng phân siêu nhanh của Thế Minh Mê Linh Các bạn sẽ ra biết được phương pháp này luôn Ok không ạ? Nó là muối axit nhưng mà nó là môi trường kiềm các em nhé Để bài nó hỏi là môi trường Đây này, có môi trường, môi trường nếu nó phải là môi trường kiềm 316 Phát biểu xong Để bài hỏi là Ơ, để bài hỏi là gì? cho các phát biểu sau thôi Không hỏi Thôi từ giờ mình cứ mặc định là chọn phép biểu đúng nhá các em nhé, Cứ mặc định chọn phát biểu đúng đi Được không ạ Câu 13 làm sao Du dịch muối NHC3 môi trường axit là sai Nó là môi trường kiềm Nó bảo quản một cách ngâm trong dầu hỏa đúng nhá Sục CO2 tới dư vào xeo lần không thu được kết tủa là đúng Mình thu được CO2 lần Còn NHC3 môi trường, môi trường là môi trường kiềm Nó là muối axit Nhưng nó là môi trường kiềm nên sai nhé. 316 316 ạ 316 ạ Trong vết tiết mạch hở amino acid đầu nở chứa nhóm chức ngắn ai đúng Đi làm quỷ tím hoa xanh đúng một mon này thì phản ứng tối đa 3 món HCL sai Anh này ăn 1 HCL, anh này ăn 1 HCL Ly xin qua nhóm nó ăn 2 HCL Sai một mon va glue tác dụng tối đa 3 mon cao hoát Va này ăn 1 cao hoát glue có 2 nhóm xe hoát ăn 2 cao hoát Vậy là ăn 3 đúng vì phân hoàn toàn protein thu được các amino acid đúng. Protein có phản ứng màu biore tạo sản phẩm có màu tím đặc trưng. Đúng. Tổng cộng mình có. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái đúng rồi mà. Sao bên các bạn nào bảo 6 nhỉ? 316 của chúng ta, chúng ta chỉ có 5 cái đúng thôi. 5 cái đúng đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhé. 5 cái đúng đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. D các em nhé. D ạ. 317 ạ. 317 ạ. À. Alpha amino acid thì nó là tập hợp con của amino acid mà. Thì alpha amino acid đúng rồi thì amino acid chả đúng. Đúng không? Protein được cấu tạo bởi từ các alpha amino acid thì bây giờ ví dụ như là em là con trai thì nó chẳng đúng. Thầy mình là con trai là nó đúng. đúng Nhưng mà con trai là thầy mình thì là sai gì? Đúng không? Câu 317 đúng rồi, protein thì thu được alpha. Thì an alpha amino acid có phải là amino acid đâu? <laughs> ok nhá ok nhá đấy mày đấy rồi cảm ơn em cảm ơn các em để sau này để sang năm sau thì cho cái câu này vào trong đề thi để thầy để, uh, hành cái tụi hai k bảy nhá thank you thank you thank you không sao đâu rồi tiếp tục 317 loại polymer nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO2 và H2O polyethylene bởi vì nó chỉ có C và H 318 STX có công thức phân tử C3H4O2 tác dụng với đá hoạt tạo thành hai sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng trắng gương. Chú ý là hai sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng trắng gương. Vậy thì chắc chắn cái đầu của chúng nó nó phải là đầu HCO. Đúng không? HCOO C nối đôi C. Đấy, C3H4O2. Nó chỉ có một anh này thôi. Nó chỉ có một anh này thôi, C3H4O2. Đúng không ạ? Vậy 318 chúng ta đáp án đúng là đáp án này, một chọn 319 chất nào sau đây là glycine. 319 ạ. Chất nào sau đây là glycine ạ. À. Phải thật nhanh các em ạ. À. Phải thật nhanh. Chất nào sau đây glycine ạ? À. Glycine ạ. À. NH2CH2COH 320. Chất khí nào sau đây rất độc được dùng để điều chế phốt gen sử dụng làm vũ khí hóa học trong chiến tranh thế giới thứ nhất? 320 khó. Có thể chịu rồi. Có thể chịu rồi các bạn giải 320 đi thầy đi nghỉ đây. Mệt lắm. Giải mãi toàn câu khó. <laughs> đúng chúng ta đáp án A nha các em nhá. À. Rất đọc. Câu 321 kim loại nào sẽ đây phản ứng mạnh với nước nhiệt độ thường? C. C à. mươi cho các kim loại sau số kim loại kiềm thổ, kiềm thổ là bé, mang, cây, súng, bắn, ruồi. Vậy kiềm thổ là gì? C Đúng không? Cách chân chữ kiềm thổ nhá, đừng để mắt lé Vậy chúng ta sẽ có một anh. Đáp án A, 322, đáp án A. Ok chưa? Ấm chưa? Ấm chưa? Ấm chưa? Chào mừng tất cả bạn và các em đã và đang theo dõi trong cái buổi học ngày hôm nay của thầy mình Và buổi học ngày hôm nay là cái buổi mà thầy mình sẽ livestream chữa cho các em 400 câu mục tiêu 8 cộng nhá Ok ạ Câu 323 Bảo quản các kim loại kiềm thì cần dùng gì? Ngâm chúng trong dầu ạ. À 324 Phương hiệu trình học là so đi viết sai Cu để được bạc Đúng rồi Siêu cộng FE3 cộng tạo đỉnh siêu 2 cộng fe cộng đúng FE để được siêu đúng CU cộng với HNO3 không thể sinh ra khí H2 được Sai dê 325 Chất x phản ứng được với HCL Và phản ứng được với BA lần tạo ra kết tủa Chất x này phản ứng được với HCL Thế thì KHCO3 là phản ứng được cả HCL và cả BA lần Mà phản ứng với BA lần thì tạo ra kết tủa Vậy chất x chúng ta 325 ta án đúng đáp án C Ok nhá Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã comment đáp án nhiệt tình Hãy chia sẻ bộ học này này với tường và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em ở đây nhá Thank thank you, thank you, thank you, thank you. 326 công thức của ancol nitric b xe 5 hoặc 327 muối sắt hai sun phua fs 328 kim loại nào sẽ đều được chế bằng phép biệt phân nóng chảy nữa ba trăm hai mươi mùi thơm dễ chịu isoaminacetat có mùi thơm dưới chín bla 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 et có mùi dứa etin butinat ôi rồi hoa mắt hoa mắt etin etin Buty bu là bột một hai ba bốn đúng rồi c ấm luôn ấm luôn ấm luôn các em nhá, luyện phản xạ hóa học đấy. 330. Tinh bột công thức của tinh bột C6H10O5 tất cả nào lần. 331 amin nào sau đây amin bậc 1, amin bậc 1 metinamin. CH3 NH2. 332. Muối mononatri của amino acid nào sau đây được dùng làm bột ngọt vị chính? Mononatri của axit glutamic. À. 333. Tiến hành khử oxit X của kim loại bằng khí H2 dư theo số đồ hình vẽ. Thế thì để khử được oxit của kim loại X bằng H2 thì H2 nó chỉ khử được oxit của kim loại đứng sau Al thôi các em nhé nhé nó chỉ khử được oxy kim loại đứng đằng sau al thôi thế thì oxy đích không thể là al hai ba b bỏ ok chưa ba trăm ba để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tôn sắt trắng kép bị xây sát sâu tới lớp sắt bên trong sẽ xảy ra quá trình sắt trắng thôm sắt kém kẽm zn cộng fe về zn là anốt nếu mà à, nếu mà bị ăn mòn thì zn sẽ bị ăn mòn zn bị ăn mòn điện hóa D. Dạ. Bởi vì hai định cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch, dung dịch, dịch chất điện ly. 335. Đun nóng axit acrylic với ancol etylic thì thu được este À, axit acrylic đây này, axit acrylic ancol etylic đây, ta bạn đúng đáp án C. 336 peptide nào sau đây không có phản ứng màu biore thì biore nó là đi từ tripeptide trở lên đúng không em? Biore thì nó là đi từ tripeptide trở lên. Vậy thì không có phản ứng màu biore, không có phản ứng màu biore ở đây nó sẽ là thằng đi peptide, gly gly. Dạ. 337. chất đi công thức phân tử x tác dụng với NaOH thu được y công thức là ch 5 h vậy x nó phải là este của ch 5 h vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 338. Polyvinyl alcohol có thành phần hóa gồm các nguyên tố nào sau đây? Polyvinyl alcohol đấy, CH2 CHCl. Đấy thì nó sẽ có thành phần hóa gồm C, H và Cl nhá. C, H và Cl. Đáp án đúng là đáp án B. 339. Chất nào sau đây thuộc là hợp chất anhid anhid thì có nhóm CHO, nhóm chó B. 340 công thức của ancol metallic D, s 3 H341 phát biểu nào sau đây là sai. Phản ứng đặc trưng của este là thủy phân, đúng. Công thức phân tử glucose, đúng. Phân tử amino acid có chứa nhóm nh sẽ CH, đúng. Xác trắng bạc, sai. D. 342 thủy phân chất béo thì luôn thu được glycerol, đúng không ạ? A. 343 công thức phân tử của alanin, alanin, An alanin An phân tử khối bằng 89, đáp án đúng là đáp án B. 344 số chất phản ứng với CH là điều kiện thường. Glucose là 1, Etinacetat không được. Và glyala là 2, ancol ethylic không được glycerol là ba ba cái ba cái đáp bạn đúng là bạn gì ok nhá nhanh quá sao vừa nãy có bạn bảo thầy đọc rap hả vừa nãy các bạn bảo là thầy ơi thầy đọc rap đi xong bây giờ đọc rap thì lại à, thôi được rồi chậm yêu lắm đấy nhá yêu lắm đấy hơi bị yêu đấy hơi bị yêu đấy hơi bị chiều đấy yêu chiều thế Yêu chiều thế mà chẳng đứa nào đi giới thiệu Là học thế mới nhanh lắm Buồn Các bạn nhớ follow đặt nút chuông Theo dõi hoa học thể minh về nhá Câu 345 Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh Khô đất tiện cho việc bảo quản thực phẩm Nước đá khô là CO2 dạng rắn 346 Kim loại nào sau đây là thành phần tạo nên muối ăn Nào kim loại nào sau đây thành phần tạo nên muối ăn Muối ăn là NACL Nên là kim loại là NACL Câu 347 axit có trong dịch vị con người, dịch, dịch vị dạ dày con người là HCl. Là 348 thạch cao sống. 348 ạ. À. Thạch cao sống có công thức là gì ạ? À? 348, thạch cao sống. Thạch cao sống có công thức là CaSO4 gặp 2 nước. B 349, một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của con người một số động vật đó là gì ạ? À? Tinh bột, đúng không? C. 350, C6H5OH là công thức hóa học của chất nào? Thì nó là công thức hóa học của phenol các em nhé. B 351 glucose được gọi là đường nho C. 352 kim loại nào sau đây được điều chế bằng phát điện phân nóng chảy? Thì điều chế bằng phát điện phân nóng chảy thì nó là kim loại đứng trước Al khi nào ba cần mua? Dễ năm MG. 353. Kim loại nào sau đây có thể dát mỏng dùng làm giấy gói kẹo gói thuốc lá nhá. Này đừng nào chọn vàng nhá. Ô tiếc thế không có vàng. Mai phải sửa cho vàng ở đây tối để chọn vàng. Nha, yeah. thôi Al. Là... Tiếc thế, sau phải sửa có cái ta bán vàng ở đây. Kim loại dẻo nhất là AU D 355 polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? Trùng hợp là Ternitron đi từ vinyl cyanua. Các chưa? Đấy đi từ vinyl cyanua thì là thực hiện là phản ứng là phản ứng trùng hợp. 356 tôn là sắt được tráng gì? Úi dồi ôi. Tôn là sắt được tráng gì ạ? Càng 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 càng. Thôi các bạn ơi các bạn search Google thấy ấy. Cái này thầy quên rồi, thầy không nhớ được rồi. Làm sao mà nhớ được? chữa đến cầu... Ờ, dài dài này làm sao nhớ được các bạn search google cho nó nó bán gì ạ tôi nó sẽ được cái tráng gì ạ search google đi các em ơi kém đúng không rồi oh, search google chưa ra chưa đạt ra chậm hơn cả thầy à ba trăm năm bảy muối sao để dùng làm phân bón phân bón á Muối nào sao đây phân bón ạ? nó bốn cl đúng không ạ? đây là muối này là gọi là muối amoni đúng chưa nhá câu 357 trăm năm mươi đúng chúng ta đáp án gì đây phân đạm đấy phân đạm đạm nhá phân amoni cũng được đúng không ạ Câu tiếp theo câu 358 á, 358 đáp án gì ạ? Trong các chất nào tham gia phản ứng trắng gương? Trắng gương thì phải có chó hoặc là HCO nên đáp án đúng đáp án C sẽ 3 mươi 359 à. Phải thật nhanh. Nhá, phải thật nhanh các em ạ. Chiến đấu vì màu cờ chiến đấu. Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa thôi để thi rồi. Không học bây giờ thì bao giờ? 359 ion màu cộng. Có nghe lúc này khủng. Úi giời, đầy dậy skill, dạy skill à, lúc cùng mà cộng Vậy thì nó sẽ là 1S2 2S2 2P6 3S1 Bao nhiêu bạn muốn biết skill này giơ tay Điểm danh nó mới cho Skill này là skill thầy dạy lớp 10 cơ Lớp 11, lớp 12 chưa được học Nhắc đến lớp 10 giờ quên hết rồi Bao nhiêu bạn muốn skill này giơ tay Giơ tay mạnh mẽ lên thì có Không có là thôi Nhanh lên nào được 100 đứa giơ tay thì nói không được 100 thì thôi nhỉ. Không được 100 giải tiếp. Hoặc đáp bạn, giải tiếp. Chạy đúng KPI thôi. Chạy đúng KPI thôi. Tối gọi còn cho ăn cơm. Bao nhiêu? 2, à, à, 27 rồi, 31 rồi, 39 rồi, 42 rồi, 47 rồi, 52 rồi. Nhanh lên ui mới được một nửa rồi, 62 rồi, 66 rồi. 73 rồi, 83 rồi. 89 rồi, 98, 100 Ok, dạy skill nhá ta à, có này tổng e này bằng bao nhiêu chúng ta luôn luôn có một cái điều này là số e mà nhân 2 số e mà nhân 2 thì gần bằng nguyên tử khối của thì nguyên tử khối nhá số e mà nhân 2 thì gần bằng nguyên tử khối cái này chỉ áp dụng với các cái nguyên tố mà có z lớn hơn bằng 2 nhỏ hơn bằng 20 thôi ok chưa và anh này là nằm ở trong đấy thì anh này là số e nó là bao nhiêu 11 11 nhân 2 bằng 22 22 22 thì gần bằng bao nhiêu 22 gần bằng 23 gần bằng 23 thì nó là gì ạ? N3. À? D luôn. Ấm luôn nhá. Nắm được skill chưa? Nắm được skill chưa? Đấy, 360. Phần trăm khối lượng nguyên tố có oxy cho có trong alanin, alanin. Phân tử khối 89. Ờ oxy trong này có một nhóm CH. Vậy nó là 32 chia 89. Máy tính nhau cả buổi bây giờ mới sợ đến máy tính nghiệm ạ. Nó 32 chia 89 bao nhiêu? 32 chia 89 nhân với lại 100. Ấn nhầm nhân 5 nhân 200 này bao nhiêu? 35,95 35,95 35,95 gần bằng 35,96 B Bỏ Ấm luôn Ấm luôn các em nhá Tiếp tục 361 Nhiệt phân NaHCO3 thu được những sản phẩm nào Nhiệt phân NaHCO3 thì ta thu được NaHCO3 CO2 và C 362 Phản ứng học nào sau đây là sai 362 Phản ứng học nào sau đây là sai Rất cả cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi livestream của thầy Minh Mielin ngày hôm nay Hôm nay thầy Minh sẽ livestream chúng ta chữa 400 câu lý thuyết mục tiêu 8 cộng rất là mong muốn tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy Minh bằng cách chia sẻ đồ học này và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây thank you tất cả các bạn và các em rất rất nhiều câu 362 phản ứng học nào sau đây là sai AG à, làm sao ăn được HCL đúng không sai lẻ 363 363 rồi dung dịch glucose không phản ứng với chất hoặc dung dịch nào sau đây glucose nhé các em nhá. Glucose nhá, glucozơ không phản ứng được với chất hoặc dung dịch nào sau đây. Glucose chắc chắn là mất màu brom, chắc chắn tác dụng H2 tạo thành sobiton, chắc chắn trắng bạc vậy không phản ứng với đá mắt. À. 364, kết luận nào sau đây không đúng. 364. Kết luận nào sau đây là không đúng ạ? Trong dung dịch ion sắt 3 cộng oxy hóa được đồng, đúng. Có thể dùng với bát đun nóng để loại bỏ tính cứng tạm thời nước, đúng. Bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép người ta gắn vào mặt vỏ ngoài phần tàu chìm dưới nước những khối đồng rồi ôi trời ơi trời ơi đi gắn đồng vào thì thôi chạy từ hải phòng vào sài gòn chắc chạy đến nam định là thôi chìm cả một con tàu đấy các em thấy không nếu mà ngu hóa nó khổ lắm nhá không đúng là xe ba trăm sáu mươi ba hợp chất hữu cơ để nhận biết ra dung dịch chỉ cần dùng thuốc thử nếu mà dùng thằng quý tím thì glycine không đổi màu axit axit màu đỏ propinamin màu xanh vậy là chơi quý tím luôn dễ ba trăm sáu mươi sáu nhận định nào sau đây không chính xác 366 Nào 366 ạ Nhận định nào sau đây là không chính xác Nào Nhận định nào sau đây là không chính xác Nhận định nào sau đây là không chính xác Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại Thì đều có ít nhất Ít e lớp ngoài cùng 1, 2, 3 e Đúng Tính chất vị chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các e tự do uh, Trong mạng tinh thể kim loại Đúng ở nhiệt độ thường, các kim loại ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể. Ở nhiệt độ thường, các kim loại ở thể rắn và cấu tạo mạng tinh thể. Đúng. Kim loại là chất bị oxy hóa trong phản ứng hóa học. Kim loại là chất bị oxy hóa, nó là chất khử. Đúng rồi. Ơ, à, đúng hết rồi. Hỏng ơi, đúng hết rồi em ơi. Các bạn nào sai bây giờ? 366. Các bạn nào sai? Ôi, bạn chọn D ạ. À? Bạn chọn C ạ. À? C sai Biết tạo sao C sai không nhớ H G không H G thể lỏng mà Đúng chưa Sai là C đấy Đi thì cẩn thận nhá Sai ở cái quán tính này là xong Rịp Được chưa Ok <laughs> kịch bản <laughs> Thì thẳng giật gân tí Giải đúng mãi em sao được Nào nào 367 nhóm vật liệu nào được được chế tạo từ polymer thiên nhiên được chế tạo nhé từ polymer thiên nhiên thì tơ tằm nó là thiên nhiên làm sao được chế tạo từ polymer thiên nhiên được đúng không đúng chưa đấy bây giờ ứng tơ tằm làm sao mà được chế tạo từ polymer thiên nhiên được được chế tạo từ polymer thiên nhiên vậy nó phải là bán tổng hợp đúng không đúng không ạ sao ạ tơ tằm thực ra là vẫn là được chế tạo từ polymer thiên nhiên thì có phải người ta đi từ cái kén của có tằm ấy xong người ta mới lấy xong người ta mới đi làm cái thành tơ không? Nên đừng có ngu ngốc vậy nha, tơ tằm vẫn được nhá. Đúng chưa? Đáp án đúng chúng ta là tơ visco, tơ tầm và phim ảnh là được chế tạo từ polymer thiên nhiên. Visco thì nhúng là dung dịch là sen nhá. Visco thì nhúng dung dịch sen và CS2 tơ tầm thì là đi từ cái kén của có tầm rồi, phim mảnh thì cũng đi từ cellulose rồi. B, mươi 368 cho các chất sắp chết các chất theo tư tự giảm dần số xóa nguyên tử C. Ủa, ấm thế. Thằng này dương 4, thằng này dương 2. Thằng này không công này cho điểm à. 2 3 1 2 3 1. B 369. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp ạ? 369 ạ. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp? Nào, chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp? Phải thật nhanh. Phải thật nhanh, không tham gia phản ứng trùng hợp. Propan luôn. 370. Axit nào sau đây là acid béo nọ? 370. Axit nào sau đây là axit béo nọ các em? Phải thật nhanh các em nhá. Acid nào sau đây acid béo nọ. no No nhé Acid stearic 371 Phát biểu nào sau đây là đúng Glial lava tác dụng cao quát dư thì tỉ lệ mon 1 1 Glial 1 Alan 1 Nalan 1 Đúng rồi Đúng A luôn 371 Đáp án chính xác của chúng ta Là đáp án A 372 Hydroxid nào sau đây dễ tan trong nước 372 ạ. Hydroxid nào sau đây dễ tan trong nước Ở điều kiện thường Lưu ý nhá. Dễ tan trong nước ở điều kiện thường Nào hoặc nó tồn tại điều kiện tổng thể rắn cơ nhưng mà hòa tan là nó tan các em nhé 373 cho các chất sau có bao nhiêu chất khi cho vào dịch H4 loãng dư thì có khí thoát ra NaHCO3 là 1, khí CO2, FeS là 2, khí H2S CO nở 3 lần không có khí COS không tan trong H4 loãng dư Fe nở 3 lần là 3 bởi vì có Fe2 cộng này nở 3 trừ này H cộng này Vậy là 3 chất 373 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhé 374 kim loại nào sau đây là kim loại kiềm kim loại nào sau đây là kim loại kiềm 370 á. 370 phát biểu đúng. 370 axit béo no mà axit stearic. Em ơi. Axit béo no mà ao axit oleic là axit béo không no nhá. Toàn 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 toàn. 374. Kim loại nào sau đây kim loại kiềm. Lâu này không ráng chơi free fire yeah. vậy là kim loại kiềm là gì gì nào ấm luôn chào mừng tất cả các bạn và các em đang đến với cái buổi like của thầy Minh lên và thầy Minh Merlin đang chữa cho tất cả các bạn và các em cái 400 câu mục tiêu 8 câu và các bạn nhớ là click vào nút chuông theo dõi xem trước của thầy Minh để không bỏ lỡ tất cả các buổi like của thầy nhá bởi vì thầy mình lại like liên tiếp vào buổi sáng 38 ngày liên tiếp từ 5 giờ 15 phút sáng và bắt đầu sang ngày hôm nay thì thầy mình like cả buổi chiều và buổi tối nữa để giúp tất cả các bạn và các em chinh phục kỳ thi trung học thông quốc gia năm nay 375 Cho tự nhiên canxi sunfat phát tồn tại dưới dạng muối ngập nước thì nó còn được gọi là thạch cao sống đáp án đúng là đáp án C đáp án chính xác là đáp án C các em nhá 376 để rửa chua khử mặn sau mỗi mùa vụ người ta thường dùng hóa chất nào chua thì nó là axit vậy chúng ta sử dụng vôi bột vôi bột là CaO nhá vôi bột là CaO thì nó cung cấp tính kiềm 377 công thức của Crom 23 sun phát Cron 3 sunfat của chúng ta nó là gì ạ CR2S43 lần đáp án đúng đáp án C 378 thực hiện các thí nghiệm sau. Ôi dồi ơi, số thí nghiệm thu được kết tủa của hai chất. Thôi cái này rén rén thôi kìa mà cái này rén rén thôi. Cái này rén rén thôi. À uh, xe lần vào BaHCO3 lần mình thu được kết tủa là kết tủa CaCO3 và kết tủa BaCO3 một cháu FeCl2 và AgNO3 dư thì mình sẽ thu được kết tủa là kết tủa AgCl và kết tủa Ag hai cháu Đúng. Đúng. BA vào AL2S4 3 lần dư do chú ý là nhôm 3 cộng dư thì mình sẽ thu được kết tủa là BAS4 và kết tủa là h 3 lần bởi vì AL3 cộng dư mà. Đúng. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch chứa AlCl3. Dư NaOH thì không thu được kết tủa h 3 lần đâu, mình chỉ thu được kết tủa CO2 hai lần thôi. Nhá, sai. Dung dịch BaCl2 vào CaB à CaHCl3 lần đun nóng thì mình thu được kết tủa là kết tủa CaCl3 và BaCl3 nhá. Vậy ở đây mình sẽ thu được 1, 2, 3, 4, 4 cháu 378 4 cháu ạ 378, 4 cháu Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A kèm nhá nhé Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án A 379 phân tử polymer nào sau đây chỉ chứa 3 nguyên tố C HN trong phân tử CHN CHN thì nó là gì ạ CHN như lưu ý là CHN là không ô đâu Nhá Chỉ chứa 3 nguyên tố C H -N. Và N là không chứa O đâu Nên nó chỉ có thể là polyacronitrin Đây này CH2 này CH này CN Ok chưa Chỉ có CH và N Ấm nha Ấm áp nha các em nha 380 380 Hết nước rồi 380 Trong học vô cơ phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng ô xóa khử Ô xóa khử nó có sự thay đổi về số oxy hóa nhá. Vậy đáp án đúng đáp án B. Nitơ dương 4. Về nitơ dương 5, oxy 0 về oxy 2. 381 công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo chất béo là trieste trieste của axit béo đúng không đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án c ấm luôn ấm luôn đúng không ạ ấm luôn câu 382 polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ạ trùng ngưng thì là polyethylene terephthalate rồi ấm áp rồi 383 383. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học của thầy Minh. Berlin. lên các bạn nhớ ấn vào nút chuông, ấn vào nút follow và theo dõi thầy Minh để không bỏ lỡ tất cả các buổi live của thầy Minh nhá. Và thầy Minh sẽ live liên tục cho các em từ hôm nay cho đến lúc các em thi. Một ngày sẽ là hai ca live nhá. Một ca là vào lúc, lúc 5 giờ 15 phút sáng và một ca vào vào lúc chiều tối live đến tối luôn. Nhớ click vào nút chuông theo dõi và xem trước thầy Minh để không bỏ lỡ tất cả các buổi live. Có 383 phát biểu nào sau đây là sai? các bạn nào mà muốn coi lại cái buổi live này các bạn có thể lên trên uh, uh nhá và ấn vào shop hóa học thì Minh, học hóa Thế Minh thì các bạn sẽ tìm thấy tất cả các buổi này thì Minh đăng lại trên YouTube. Rút có nhiều trong mật ong. Phở rút có nhiều trong mật ong. Phở rút có nhiều trong mật ong. Đúng. Xác còn đồ đường nho vớ vẩn, sai B luôn. 384 trong phân tử amino acid đầu N là glycine. Dễ. 385 phát biểu nào sau đây là đúng 385 ạ Phát biểu nào sau đây là đúng ạ Xem thuộc loại disaccharide vớ vẩn Đúng chưa Trùng ngưng vinin rua thu được polyvinin rua sai trùng hợp Amino acid thuộc loại hợp chất tiếp cơ đa chức sai tạp chức Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glycerol đúng Thủy phân chất béo lúc nào thu được glycerol 386 386 à, 3 vòng gì chất X thu được kết tủa flh 3 lần Vậy nó phải cung cấp OH chứ a à, mắt. 387 thực hiện phản ứng đề hít hóa ancol etilic đấy hít rát là tách nước nhá C2H5 OH đi qua H24 đặc H24 đặc ở 170 độ C thì mình thu được ch 4 được chưa thì tên gọi của X nó sẽ là etilen D dạ. 388 388 đáp án gì ạ rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi live cùng với thầy Minh Berlin à, hôm nay thì mình lại chữa cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai à, chữa 400 câu 400 câu chuẩn 8 cộng nhá rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy mình hãy click vào nút chuông theo dõi thầy mình để không bỏ lỡ tất cả các buổi live của thầy cố lên anh em ơi sắp được ăn chuối rồi 388 formalin là dung dịch của chất HCO 389 hòa tan hoàn toàn hỗn hợp vào nước dư sau vẫn hoàn toàn thu đủ dung dịch X và chất rắn Y Sục CO2 tới dư bằng x sau phản ứng thu được kết tủa kết tủa kết tủa alo 3 lần câu này bị trùng câu 390 dãy của các chất số chất trong dãy có khả năng tác dụng với NaOH C3 CO là 1 anh này không anh này có nhóm CO2 anh này có NH3 CL có 3 3 cháu đáp án đúng là đáp án D các em nhá đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D câu 391 chất nào sau đây có thể được dùng để làm mềm nước cứng một tính cứng tạm thời thì mình sẽ có một cái chất mà làm mềm mọi lại nước cứng đó là nó 2 sao 3 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhá. Đáp án chính xác là đáp án C. 392. 392. Trong các công thức sau công thức có tên gọi tristerin C17H35 CO tất cả 3 lần c 35 5 đừng nhầm anh này. Được chưa? Tristerin, tristerin này, này viết ngược này C. 393. Điện phân NaCl nóng chảy thì tại ca tốt. Điện phân NaCl nóng ca tốt là nơi ca chi ông đến về là Na+. Được chưa? Anh ơi chơi không anốt xảy ra quá trình oxy hóa, K-tốt xảy ra quá trình khử. Đúng chưa? Đây là K-tốt xảy ra quá trình khử tương ứng với lại sự khử. Vậy là sự khử ion là đá cộng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Nhớ kỹ cho thầy mình Anh ơi chơi không. 3594 cho dãy các chất số chất trong dãy phản ứng với FeCl3 dư sinh ra kết quả lưu ý là dư nhá. Cu thì không nói. Cu thì tạo thành Fe2 cộng mà Cu2 cộng cũng được. Na thì tác dụng với nước tạo thành NaOH, NaOH mà tác dụng với Fe. Cl3 thì mình thu được kết quả là naoh ba -E lần. Một cháu. ZN thì FE3 cộng dư nên không sinh được kết tủa nhá. MG cũng tương tự vậy, FE3 cộng dư, BA tương tự thì sinh đau quát trừ nên mình sẽ có hai chất, đáp án đúng là đáp án D. Câu 395. Số đồng phân đơn chức mà C4 là 82 mà lại trắng bạc thì nó phải có đầu HCO. R phải. Có nghĩa tương đương với là 0 cộng 3. Không không có 1 3 có 2 3 4 5 2 4 8 mà. Có hai, hai chất đáp án đúng là đáp án C. Đơn chức mạch thỏ nhá thì mình chỉ xét là uh, ST và axit thôi. Được không ạ? Mình chỉ xét ST và axit thôi. 396 ạ. 396 ạ. 395 đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C, 396. Kim loại Al không tan trong dịch nào sau đây? Thì uh, phải ăn crust. Phải ăn crust là bị thụ động trong H3 đặc nguội. Đấy, vì vậy không tan trong H3 đặc nguội. Đáp án đúng là đáp án A. 397. Sản phẩm hữu cơ thu được khi thủy phân ST trong dịch nào hết thì mình sẽ thu được C2H5, CONA và ch 3 u chính xác các bạn gì ấm chưa cây à? ấm chưa ấm chưa thôi dạy phải ăn cà rút nhưng mà hôm nay chắc là chia tay nhau ở trên lớp rồi chưa kịp ăn thì thôi để dành lên đại học ăn nhá nhưng kiểu phải ăn 398 nước muối sinh lý công thức của x là dây nga sẽ là ba trăm chín dung dịch không phản ứng màu bí ổ d ôi giời ôi 400 được một nửa KPI rồi các em ơi Xin cảm ơn uh, tất cả các bạn và các em Xin cảm ơn tất cả các bạn và các em đã giúp thầy mình Nhá, chiến đấu cho đến giờ phút này Chạy được một nửa KPI rồi Thank you các em Anh ơi chơi không, có gì đâu em Anh ơi chơi không Anh ơi chơi không Ây thì Anode là quá trình oxy hóa Ca tốt là quá trình khử cái này do thầy nghĩ này Nhá Câu 400, một trong số những chất sau đây rãnh nào có các chất là đồng phân nhau đồng phân là cùng công thức phân tử khác công thức cấu tạo d d ạ ôi trời ơi 400 rồi một nửa kpi một nửa kpi một nửa kpi của thầy minh là hết hết một thùng nước một quả chuối u rồi đến tính toán tăng căng 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 số mol ag chúng ta là bằng bốn đúng không vậy suy ra số mol glucose chúng ta là bằng một. Và hoàn toàn mình tìm được khối lượng của Glucose là một mà nhân với là 180 thì mươi thì một nhân một trăm cái này không nhận được rồi hình như bằng một phẩy tám không phải nhân 180 trăm tám mươi rồi, rồi chuẩn luôn một phẩy uh, chia cho 25 nhân một trăm phần trăm là ra được c phần trăm c phần trăm là bảy phẩy hai hỏi cái gì nồng độ a phần trăm không một a đây không phải hai bấm nhầm Đấy, nhầm vấp vẩn Vậy là nó sẽ ra là phần trăm nó là bao nhiêu? 14,4 đúng không ạ? 14,4 đáp án đúng đáp án này. Ấm nhá. Đúng là không phải ngoại, thầy nhầm với vật này 402, không thể nhầm linh tinh được. Nha phải bấm máy tính. Đừng nhầm linh tinh như thế. 402 ạ, 402 ạ. Thành phần hóa học của phân bón amorphous. 402 đáp án gì các em? Căng đấy. Đề bài này hỏi là thành phần hóa học của phân bón amorphous. 402 thành phần phân bón hóa học Amophot Amophot là amoni và photphat nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án này. 403 phản ứng hóa không xảy ra trong quá trình luyện gan. Không xảy ra trong quá trình luyện gan. Càng, càng 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 phản ứng nào không xảy ra trong quá trình luyện gan. Luyện gang thì nó là có FE cơ mà nó phải ra FE. Đấy đúng không? B. 404. Không có FE hoạt ba lần trong cái việc mà luyện gang được. Câu 404 cho các chất có bao nhiêu chất phản ứng với natri ở ờ, và 2 hai lần luyện hiện thường thì điều kiện để sản ứng CH hai lần điều kiện thường nó phải có nhóm H liền kề 1 Thằng này cách nhau không được Thằng này không được hai Thằng này COH là phản ứng được với cả Nari và COH hai lần nhá Anh này không được Anh này phản ứng với Nari nhưng không phản ứng với COH lần nhiều Một, hai lần nhiệt độ thường 1, 2, 3 cháu 3 cháu đáp án đúng đáp án B Bỏ Úi dồi tính toán rồi Tính toán rồi các em ạ 405 15,75 gam hỗn hợp gồm Phản ứng vừa đủ với A, mon HCl Thu được muối A à, cái này, này dễ 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 Ta có là số mon HCl ấy nó sẽ bằng là mờ muối Là mờ muối Trừ mới X chia 36,5 Đúng chưa? m muối trừ mới x chia 36,5 Vậy ta sẽ có này Máy tính nào Máy tính đây rồi Mờ muối là bằng 24,875 24,875 Trừ đi 15,75 15,75 Bằng chia 36,5 Bằng 0,25 mon Đấy, vậy số mon HCl là bằng 0,25 mol. Đáp án đúng là đáp án B, bò các em nhé. Được chưa? B, bò nhá. Câu 405. Đáp án B, bò. Ấm 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 chưa? Ấm chưa? Câu 405. Đáp án B, bò. 406. Thành nhũ trong hang đá. Thành phần chính của thành nhũ nhũ CHCO3 lần B. 407. Dung dịch nào sau đây làm phenol và talin đổi màu? Thì cái thằng mà điều kiện điều kiện để làm phenol và talin đổi màu ấy thì nó phải là cái anh mà nó sẽ có tính ba dơ tính kiềm nên nó là a metinamin 408 chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho thì chất mà có tên gọi là đường nho thì nó là glucose b 409 thủy phân hoàn toàn không phải 12 mol có công thức phân tử trong hcl dư sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn thu được một gam muối thế bây giờ xem này nó ăn bao nhiêu hcl thì uh, khi mà 0,12 mol peptit này mà ăn HCl thì mình sẽ thu được là uh, đây là 0,12 nhá thì mình thu được Gly HCl này Ala HCl này và HCl này Đúng không ạ Thì bảo toàn nó 0.12 Mon Gly thì bảo toàn đây là 0.12 này Bảo toàn Ala này 0.12 x 2 Mà 0.24 này Bảo toàn Va là 0.12 x 3 Là bằng 0.36 này Vậy nên mình tìm được mở mối luôn Bấm vào muối luôn Bấm luôn Ngay và luôn 0.12 x phân tử khối Gly là 75 Cộng với 36.5 Đóng vào đơn cộng với Lại Ala là 0.24 nhân phân tử khối của A là 89 cộng 36,5 cộng với số mol của va HCl là 0,36 nhân phân tử khối của valin là 147 cộng 36,5 bằng kết quả của ta bằng 109 756 ô thế thầy bị thiếu đâu nhỉ hay thầy bị bấm nhầm bấm nhầm rồi bấm nhầm rồi à, 0, không không mon phép tích đây à, gly này à, ala này va này ala 2 này không phải này không phải 12 x 2 là không phải 36 đúng rồi 0,12 x 75. 0,15. Thành nhũ là CH3 lớn. Thành phần chính của thành nhũ là CH3 lần mày em. Nào 0,12 nhân với lại 75 cộng 36,5. À và ừ và 117 đúng 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 đấy, thuộc nhầm phân tử khối Toàn Thank you thank you thank you. 117. Rồi, thank you, 98,76. Thank you, đáp án đúng đáp án gì? Thank you nhá. Quá giỏi mày quá, cảm ơn bạn uh, IN -a. Thank you, thank you của Quỳnh Như, thank you, thank you, thank you. 410, thành phần chính của quặng Dolomit là CaCO3 ngậm MgCO3. Đáp án đúng đáp án A. 411 ạ. 411 ạ. 411 ạ. Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng cả ba phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân dung dịch? À, Mg thì không thể thủy luyện được, K không thể thủy luyện được. A là ông thế. Thế nên đáp án đúng là đáp án D, Cu. 412. Số chất trong dãy của khả năng tham gia phản ứng trùng hợp. Có nối đôi thì là trùng hợp được. Cứ có nối đôi. Vậy anh này trùng hợp, anh này trùng hợp, anh này trùng hợp, Đúng chưa? Anh này không được. Anh này với anh này là một chất nhá, nên mình có ba chất thôi. À, 413 chất nào sau đây không bị thủy phân? Không bị thủy phân là monosaccharide A glucose. 414. Đun nóng chất X với công thức phân tử C3H6O2 thu được HCONA, vậy nó phải là HCOOCH3. Đúng chưa? Vậy công thức cấu tạo của X là HCO. À đâu, HCOCH5 C3H6 mà. Đáp án đúng là đáp án C. 415. Công thức của natri carbonate công thức của natri carbonat ạ. À? Phải thật nhanh lên các em ơi. Ủa, các bạn comment chậm chạp thế. Yếu đuối quá. Yếu đuối quá. Mạnh mẽ lên nào. Natri carbonat, công thức của natri carbonat là Na2CO3, dễ. 416, sen có cấu tạo mạch carbon không phân nhánh. Mỗi gốc c 6 h 10 o 5 có 3 nhóm 1H nên nó có thể viết là C6H7O2OH tất cả 3 lần bê bỏ 417 ạ. 417 ạ. 417 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh. 417 ạ. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã đến với sân nhà Thầy Minh Merlin. Hôm nay Thầy Minh đang chữa cho chúng ta tuyển tập 400 câu mục tiêu 8 cộng. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã ủng hộ Thầy Minh bằng cách chia sẻ lại buổi học này và tác giúp Thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây. Bởi vì đây là một free. Thank you tất cả các bạn và các em rất nhiều. Ôi, chuẩn bị được ăn chuối rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Chuẩn bị được ăn chuối rồi các em ạ. Cố lên, cố lên, cố lên. 477 dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? Metinamin. 418. À, khối lượng một đoạn mạch polyethylene. À, polyethylene là 336 thì đây là ngày CH2 ethylene đây. Đây là mạch nó đây. N lần, đúng không? Vậy thì ta sẽ có là cái số mắt xích của nó. Số mắt xích của nó. 3360. 3360 chia 28 bằng 120, 120 bỏ bỏ cáp rồng, cáp rồng mới cả. Cáp rồng mới cả. HN CH2 5 lần CO Tất cả nào lần nhé Vậy ta lấy là 1 7 1 7 6 chia Mà ngoặc đơn Xem nào anh này này 14 cộng 1 là 15 14 cộng 1 là 15 15 Còn các bạn hỏi tại sao thầy lại ăn chuối 14 Nhân 5 Cộng với 28 Bằng 152 Đáp án đúng đáp án này Câu 419, kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây ạ? Kim loại Fe thì tác dụng được với lại không thể H2, bốn đặc muội được, không thể MgS4 được, không thể NaCl được, đáp án đúng đáp án B. Bê bò nhá. Thầy còn, được rồi, thầy còn vớt quả chuối này thôi. Chính xác. Chính xác luôn. À, câu 420, cho các loại tơ. Số tơ tổng hợp là Số tơ tổng hợp ạ. Thế bây giờ mình đi loại bọn bán tổng hợp, visco là bán tổng hợp này. Tơ tàm là thiên nhiên này. Bông là thiên nhiên rồi. Lắp sa là 1, nitron là, hai, xeo 6 là 2, nylon 66 là 3, 36, 420 đáp án 3. 421. 421. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm. Đang họp rồi, đang họp rồi. Họp rồi các em ạ. Các bạn thấy không? Khan khan tiếng rồi. Khan khan tiếng rồi. Toang rồi. Hy vọng hôm nay lên được 100k tim. Bây giờ được 74,6k rồi. Các bạn thả tin đầy nhiều nhiều tí nhá cho lên 100k tim cho vui. Chưa bao giờ được tận hưởng cái không khí được 100k tim này 421 Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm Like uh, mới lại trên top top Nên cũng chưa bao giờ được 1k mắt xem Chưa bao giờ trên top top được 1k mắt xem 421 Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm Điều chế kim loại bằng cách dùng H2 để khử oxy kim loại Thì H2 nó sẽ khử được cái oxy của kim loại đứng sau AL Đáp án đúng đáp án C 422 nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng vĩnh cửu Úi rồi ôi Úi giời ơi, nước cứng vĩnh cửu, toàn 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 quên hết quên hết rồi, sắp thi mà quên hết rồi. Nước cứng thì phải có C2 cộng bằng M2 cộng, đúng không ạ? Và nó phải có CL trừ và f 4 trừ, đúng không? Đáp, á, đáp án đúng đáp án D. Các bạn có thể quên nhưng thầy không được quên. Khổ thế đấy, học sinh nó bảo thế. Chúng em có thể quên nhưng thầy giáo không được quên. Ui, thank you các bạn nhá. Tim nhiều quá lên được 91k rồi. Thank you các em, thank you các em. Vui quá, vui quá. Nào tiếp tục nào 423 phát biểu nào sau đây là đúng Phát biểu nào sau đây là đúng Điện phân dung dịch NaCl thu được kim loại Na Thạch cao tốt Nói Dùng dịch làm sao thu được Na vớ vẩn Thạch cao nung có công thức ngậm hai nước vớ vẩn Thạch cao này là thạch cao gì ạ Thạch cao này là thạch cao sống Kim loại Al tan ở trong H4 đặc nguội vớ vẩn Thằng này bị thụ động Có thể dùng COA lần là vừa đủ là mất tính cứng đậm hơi Đúng chính xác À nhiều bạn không biết Đây 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 đây, đây giải thích cho biết nhá. C, A, -H, hai lần cộng với lại ví dụ đi là Ca HCO3 đi hai lần đi tỷ lệ 1 1 đi thì mình tạo được CaCO3 đúng không? Đấy, nên nó mất tính cứng bởi vì nó tạo kết tủa CaCO3 các em nhé. Thank you các em rất nhiều được 100k rồi cảm ơn tất cả các bạn và các em thank you thank you tim 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 câu 420 câu 420 424 420 nào, câu 424 cho dãy chuyển hóa sau công thức của x. x ăn CO2 tạo ăn nước tạo thành y. Có nghĩa nó ăn được CO2 và ăn được nước. Y lại cộng được với NaOH. Thế thì khả năng cao là thằng x là N2CO3. N2CO3 mà ăn CO2, ăn 2O thì tạo thành NaHCO3. Sau NaHCO3 cộng với NaOH thì lại tạo thành n 3 Nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 425 phát biểu nào sau đây là đúng. 425. Liên kết CO NH của các đơn vị amino acid có liên kết peptide sai thiếu alpha amino acid có tính lưỡng tính đúng các peptide đều phản ứng mỏng vẫn phải là từ tripeptide trở lên phân tử thằng này có ba nguyên tử oxy sai dnhco là nó đã có là hai rồi cộng với một nhóm coh nữa là 4 vậy đáp án đúng là đáp án b 426 ạ 426 ok chậm chậm ok thì chậm cảm ơn tất cả bạn và các em nhá rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em Sự nhiệt tình của tất cả các bạn và các em là một nguồn động lực Để mình có thể thực hiện liên tiếp các buổi live Liên tiếp chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em nhiều lần Câu 426 Lượng dư kim loại nào sau đây tan trong dịch HCL Thu được sản phẩm của hai chất tan Tan trong HCL mà dư nhé Thì nó phải chỉ có thể là K thôi K tác dụng HCL thì tạo thành KCL Sau đó K tác dụng với nước tạo thành cao Được chưa? Nhiều bạn bị sai quá này Câu 426 đáp án đúng là đáp án C hai 427 thủy phân etin acetat thuộc ancol là ancol etylic giá bán dễ xe nằm hoắt ấm chưa ấm chưa ấm chưa 428 kim loại nào sau đây không thể điều chế à có bạn kêu là bạn ấy chưa chưa vững cái chỗ đếm nhỉ thì thầy bảo nhá số liên kết peptide thì có cứ các, các em cứ đếm này này nhco thì nó có một ô đúng không bao nhiêu nhco có bao nhiêu nhco thì có bấy nhiêu ô ví dụ một nhco thì có một ô hai nhco thì có hai ô sau đó là xét về nhóm uh, amino acid đầu c đầu C Amino acid đầu C mà nó là gly ala hoặc va thì nó sẽ chỉ có một nhóm CH Còn nó mà là đầu thằng đây cả ly nữa Còn nó mà là amino acid đầu C nó là axit à, acid blue. thì nó có hai CH Thế thôi xong đấy cộng vào Là sao nhá dễ lắm Dễ lắm dễ lắm Câu 428 ạ Câu 428 Mấy câu là chốt đó chịu chẳng biết đến mấy câu là chốt dài còn lâu mới được một nửa bây giờ mới được nửa già giờ mới giải đến đến câu 228 mình còn tận 100 170 mấy câu thoải mái học nhá không thiếu đâu còn bảy mấy 428 kim loại nào sau đây không thể điều chế bằng phản ứng nhiệt nhôm không thể điều chế bằng phản ứng nhiệt nhôm ừ, căng đấy thì nó anh nào nhỉ mg nhiệt nhôm mình chuyên để sử dụng để điều chế các anh kim loại Uh, Nhật nhôm thì chuyên sử dụng để điều chế cho các anh kim loại đứng đằng sau anh nhôm thôi mà gần đứng trước thầy giải đến câu uh, bao nhiêu nhỉ thầy phải giải đến câu 600 hòa tan hoàn toàn x mon fe và dung dịch chứa y mon uh, -E 3 ba và z hcl thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất ấy fex này cộng với hỗn hợp gồm fecl ba hcl fecl ba là y hcl là z mình thu được FeCl2. Được chưa? Bảo toàn Fe x cộng y. Bảo toàn Cl thì y 3y cộng z. Đúng không? 3y cộng z chia 2 suy ra 2x cộng y bằng 3y cộng z 2x cộng 2y bằng 3y cộng z 2x bằng y cộng z hay bằng hiệu ZB Ui sẽ giải như giải toán cho trẻ con này Ấm cho các em nhá Câu 430 Nhúng thanh kém vào lượng dư dung dịch nào sau đây sẽ xảy ra mòn điện hóa Kém vào lượng dư dung dịch CuCl ZnCu Hai điện cực khác nhau mà bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau Đúng các em Câu 431 dung dịch nào sau đây được dùng để xử lý lớp cặn CaCO3 bám vào ấm tung nước Dung dịch nào sau đây được dùng để xử lý lớp cặn CaCO3 bám vào ấm, nước. Bám vào ấm nước thì CaCO3 là muối đúng không? CaCO3 là muối thì bây giờ mình xử lý nó bằng cách là cho CaCO3 tác dụng với lại giấm ăn. Dễ. 432 polymer nào sau đây trong thành phần phân tử chỉ chứa hai nguyên tố. Hai nguyên tố thì nó là polyethylene. CH2 nối đôi, CH2 nối đơn CH2. Tất cả N lần. Đúng không ạ? Chỉ có C và H. 433 hợp chất C6H5NO2 có tên là anilin. C. 434. Các em ơi thầy hết nước rồi. Thầy hết nước rồi nên thầy xin phép các bạn là thầy đi lấy nước phát đã nhá hết sạch nước rồi Đây cả cái bình nước của thầy hết sạch rồi Xin phép các bạn thầy đi lấy nước Khoảng độ tầm 2 phút Các bạn đợi thầy 2 phút nhá Không chạy đi đâu đâu nhá Comment đáp án nhá Hà Xin chào tất cả các bạn và các em thầy đã quay trở lại rồi đây Hà lô Hà lô Hà lô nạp đầy nước với để xuống nhà nha thầy còn kiếm được hai quả chuối à, bây giờ thầy đang có tổng là hai quả chuối thoải mái chiến đấu thoải mái chiến đấu với tất cả các bạn và các em à, file các em lên trên uh, fanpage hóa wow. học à thầy minh miên liên học lấy nhá lên trên fanpage của thầy nhá ok chiến đấu tiếp chiến đấu tiếp chiến đấu tiếp được không? Kem em ơi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Câu 434 đây thầy đang đặt KPI đến câu 500 mới được ăn một quả chuối. Năm khổ năm khổ năm khổ năm. Rồi. Ok ạ. 434. 434 để bảo vệ ống thép. Để bảo vệ ống thép, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép khối kim loại nào sau đây? ăn vào ZN. À, 435 dung dịch nào sau đây phản ứng với NH4 CL sinh ra NH3. À, uh, CA hai lần OH trừ cộng với NH4 cộng thì mình chắc chắn là sinh ra được NH3 rồi, đúng không ạ? 436. Dung dịch nào sau đây làm quỷ tím chuyển thành màu xanh? Metinamin. Đúng không? Metinamin thì nó làm quỷ tím chuyển thành màu xanh nhá. 437. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Thì tơ nhân tạo nó là tơ bán tổng hợp thì nó là visco và acetat các em nhé visco và acetat b bò bốn chất nào sau đây không phải là Ete bốn trăm chất nào sau đây không phải là et lưu ý thầy cụm từ không phải là Ete thì không phải là Ft thì nó là gì bởi vì đây cứ có nhóm co thì nó là bốn trăm ba chín bốn trăm ba chín ạ bốn trăm ba chín ạ có bốn kim loại thứ tự tính khử giảm dần thứ tự tính khử giảm dần vậy đứng đầu tiên nó phải là càng k khi đúng không khi nào ba cần mua áo giáp sát đúng không đáp án đúng đáp án D đáp chính xác chúng ta đáp án dê các em nhá câu bốn trăm bốn mươi chất nào sau đây thuộc loại monosaccharit thì nó là glu và fructose bốn trăm bốn chất nào hòa tan được sinh hóa lần ở nhiệt độ thường thu được hợp chất có phức màu tím chú ý nhá phức chất màu tím tím lẳng lơ các bạn nhớ không các bạn nhớ thầy là màu tím lẳng lơ màu tím lẳng lơ là màu tím để mà mình chơi cho những cái anh mà nó phải là từ trở lên đúng không nên đáp án đúng chúng ta là đáp án c câu 442 ở nhiệt độ cao 442 ở nhiệt độ cao khí CO khử được oxit nào sau đây thì ở nhiệt độ cao ấy thì khí CO ấy thì nó sẽ khử được những anh oxit mà đứng đằng sau anh nhôm nên đáp án chính xác chúng ta đáp án này 443 chất nào sau đây thuộc loại hydrocarbon 443 443 chất nào sau đây thuộc loại hydrocarbon nào 443 chất nào sau đây ạ thuộc loại hydrocarbon no các em nhé no thì nó là gì ạ? Metan, c 4 No, le luôn 444, etin thì công thức phân tử Etin acetate, 3 COO, C2H5 Thì công thức phân tử của nó sẽ là C4H8 O2 các em nhé, đáp án chính xác là đáp án A 445, cho dãy các kim loại Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là Kim loại dẫn điện Bộ đội Việt Nam bạc là bạn đúng đáp án D 446 công thức phân tử của tristerin C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa Vậy nó sẽ là C bao nhiêu? 17 cộng 1 là 18, 18 nhân 3 là bằng 54, 54 cộng 3 là bằng 57, C57. C57. H bao nhiêu đấy ạ? 35 nhân 3. 35 nhân 3 là 105, 105 cộng với 5 là 110. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhé. 446 400 46 đáp án chính xác của thầy trò của chúng ta. Đó là đáp án C, 146 đáp án D, 147. Hello hello xin chào tất cả bạn và các em đã quay trở lại với buổi live của thầy Minh lên Mega Live. Mega Live chiến đấu để chiến thắng Mega Live của những hero, Mega Live của những anh hùng. Mega Live này thì mình đang chữa chúng ta là 400 câu lý thuyết, mục tiêu là ăn chọn 8 điểm. Và rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã comment nhiệt tình và chia sẻ buổi học này lại về tường. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em cái việc mà các em comment nhiệt tình ấy và like và chia sẻ buổi live ấy, thì đó là một cái nguồn động lực để Thầy Minh có thể tiếp tục chiến đấu cùng các em Và các bạn không quên là follow Xem trước Thầy Minh Bởi vì là sáng nào thì Minh cũng dậy sớm lúc 5 ba 15 38 ngày rồi, ngày mai là ngày thứ 39 Dậy sớm lúc 5 giờ 15 phút 15 để mà chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em Thank you tất cả các bạn và các em rất nhiều nhá file có Có, full net các bạn lên trên uh, Fanpage Thầy Minh Mê liên hóa Học để lấy nhá Full net, có hết Câu 447 ạ, 447 Chất nào sau đây chất điện lý yếu Điện lý yếu thì nó là xe 3 h 448. Số nguyên tử hiro trong phân tử fructose C6H12O6 vậy là nó có 12 C nhá. 449 trong tự nhiên canxi sun phát tồn tại giữa dạng muối ngậm nước thì nó còn được gọi là gì? Thì nó được gọi là thạch cao sống các em nhá. C. 450 natri thì công thức của natri là C NaH. 451 axit formic có trong nọc kiến thì uh, axit formic thì nó có tính axit vậy thì chúng ta phải xử lý nó bằng cách là cho cái vôi tôi vào. Được chưa? B, D. 452 chất nào cho đây thuộc loại chất điện ly đi mạnh chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh ạ? Thầy có chữa vận dụng và vận dụng cao nhé. Bạn nào muốn xem vận dụng vận dụng cao thì các bạn chỉ cần vào kênh là vận dụng cao là dễ. Được chưa? Vận dụng cao là dễ. Full vận dụng cao luôn. Câu 452 chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh? NaCl. 453 chất nào sau đây tính lưỡng tính? nahco 3 HCO3 trừ. 454 thành phần chính của quặng siderit FeCO3 là bạn đúng đáp án D. Đáp án đúng là đáp án ạ. Câu 455 thành phần chính của thuốc nổ đen. Úi rồi ôi. 455 thành phần chính của thuốc nổ đen. Ta bán gì? Thuốc nổ đen càng đấy Hơi bị căng đấy. Ô la la ta còn 150 câu nữa thôi các em ạ. Thành phần chính của thuốc nổ đen KNO3, C và S. 456 chất béo không tan trong dung môi nào sau đây thì chất béo chắc chắn là không tan trong nước. 457 kim loại nào sau đây có thể tan hoàn toàn trong nước ở điều kiện thường thì nó là K. 458 chất nào sau đây làm mất tính cứng của nước cứng vĩnh cửu thì NA2 CO3 và NA3 với 4 thì nó làm mất mọi loại nước cứng nhá. Đáp án đúng là bán B ạ? 459 kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây ạ? Lưu ý cho thầy nha, kim loại sắt không phản ứng nha, các bạn lưu ý nha, không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Thì nó phản ứng với H4 loãng này, nó phản ứng H3 loãng này. Nó bị thụ động trong HNO3 đặc nguội đúng không ạ? Phải ăn crut nên nó bị thụ động cho HNO3 đặc nguội. Câu 460 tính chất hóa học chung của kim loại, đó là tính gì ạ? Tính chất hóa học chung của kim loại không có phải đáp án đâu. À, tính chất hóa học chung của kim loại đó là tính khử đúng không đáp án đúng đáp án c 461 ạ 461 ạ rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã tham gia buổi học ngày hôm nay nhớ follow nhá đặt trên trước thầy binh để không bỏ lỡ các buổi live nhá bắt đầu từ ngày hôm nay thì mình live hai buổi trên một ngày một buổi là buổi sáng vào lúc năm giờ mười phút và buổi thứ hai là buổi chiều tối được không ạ rất là cảm ơn tất cả bạn và các em câu 461 trăm nào sau đây không thể điều chế được bằng phản ứng este hóa không thể nhá vinacetat acetat là không thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt tiêu hóa anh này là chỉ có điều chế được bằng phản ứng cộng thôi cộng xe ba c hoát cộng và acetylen nhá ok ạ làm hết quyển này rồi đi chiến thôi chiều thì thường nay từ 14 giờ có 462 kim loại nào sau đây không tồn tại ở trạng thái rắn ở điều kiện thường không tồn tại trạng thái rắn ở điều kiện thường thủy ngân đúng không thủy ngân thì tồn tại ở trạng thái lỏng có 463 trong máu người có một lượng chất x nồng độ không đổi thì nó là glucose 464 số liên kết peptide 1 2, 3 3 liên kết peptide à, 465 PVC là chất rắn vô định hình Thì PVC được tổng hợp trực tiếp từ polyvinin à, PVC là polyvinyl chlorua Nên nó được tổng hợp trực tiếp từ vinyl chlorua 466 tên thay thế Úi dồi ôi tên thay thế này 466 chọn đáp án gì ạ 466 ạ Tên thay thế ạ 466 tên thay thế Càng đấy càng 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 Ối bạn chọn là dimethylamine Nhưng dimethylamine là tên gốc chứ Rất tiếc cho các em Tên thay thế là N-methylamine Đáp án đúng là đáp án B Rip 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 rồi các em ạ Thầy mình xin gửi lời chia buồn nhất tới tất cả các bạn đã chọn đáp án D Và chúc mừng tất cả các bạn đã chọn đáp án B Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời Tên thay thế mà Tên công chức là dimethylamine, Còn tên thay thế thì nó là N Bởi vì là c 3 đính vào N Nên nó là N-metin Metanamin Được chưa? Câu 467 Câu 467 Thầy làm tới câu 600 Ethanol Công thức của Ethanol Là xe 5 h Thay tên gọi khác Nó là ancol Ethylic Các em nhé ancol Ethylic Đáp án đúng là đáp án B Wow Tròn 800 bạn đang theo dõi buổi học live ngày hôm nay thầy mình gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các bạn và các em rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã đã chiến đấu cùng thầy mình đã ghi dấu cùng thầy mình rồi bạn nào chụp ảnh giúp thầy mình nhá chụp ảnh cảm lại giúp thầy mình nhá hôm nay cố gắng lên một k được không rồi câu 468 trăm ở điều kiện thường chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái rắn trạng thái rắn các em nhá alanin alanin là tồn tại trạng thái rắn tại vì nó là các amino acid để chưa các amino acid thì tồn tại chủ yếu ở điều kiện thường là chất rắn ok câu 467 trăm sáu trong đích màu đen có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong máy lọc nước thì nó là gì ạ? Carbon, than hoạt tính, đúng không? Màu đen, C, chỉ có màu đen C thôi. Câu 468. Như loại nào sau đây không tan trong nước điều kiện thường? Không tan trong nước điều kiện thường nó là A rồi. Chào mừng tất cả các bạn và các em đến với buổi like của thầy Minh lên. Thầy Minh đang like và chữa cho các em sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai. Và mục tiêu hôm nay chúng ta sẽ là like chữa 400 câu lý thuyết mục tiêu 8 cộng. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hãy follow thầy Minh để không bỏ lỡ tất cả các buổi like của thầy. Câu 469, thực hiện thí nghiệm như hình vẽ sau đây. Hình vẽ hình vẽ anh bé. Đấy, kết thúc thí nghiệm bình đựng AgNO3 trong n ba xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt. Điều kiện để xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt là gì? Điều kiện để xuất hiện cái kết tủa màu vàng nhạt ấy nó là nó phải tạo thành kết tủa của anh an 1in, đúng không ạ? Của anh an 1in. Thế thì vậy thì nó chỉ có thể là anh cac 2 Tại vì CaC2 cộng với H2O thì mình thu được C2H2 nhá. C2H2 cộng với lại AgNO3 trong NH3 thì mình tạo thành là C2 Ag2 đúng không ạ? C2Ag2 đấy là kết tủa màu vàng nhạt. Đáp án đúng là đáp án gì nhá? Cái màu chó thèm ấy các em. Cái màu chó thèm ấy. Câu 470. Phát biểu nào sau đây là đúng. 470. Phát biểu nào sau đây là đúng. À thôi có bạn bạn bảo chậm chậm thì thôi bây giờ thầy chậm chậm nhé. 470 ạ. 470 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ. Không được mang bản tuần hoàn vào trong phòng thi các em nhé. Không được đâu. Trùng ngưng sai rồi. Đây là trùng hợp. Trùng hợp styren thu được poly vớ vẩn. Thu được polystyren. Tơ visco là tơ bán tổng hợp không phải tơ tổng hợp. D ạ. Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Các monomer tương ứng. Đồng trùng ngưng. Trùng ngưng được. Tạm được. Tạm được. 471 ST nào sau đây phản ứng với KOH theo tỷ lệ mol là số mol ST chia số mol của KOH là 1 2 Thì nó là ST của phenol Phenin CH3COOC6H5 Thì nó là ST của phenol ST của phenol thì ăn theo tỷ lệ là 1, 2 nhá Câu 472 Khi lên men 3 tấn ngô chứa 65% tinh bột Thì với hiệu suất quá trình là 80% thì khối lượng ăn là Thì đây là C6H10O5 65% là 0,65% ra được hai lần thằng CA 5W. Số mol là 3 tấn à? 3 tấn là đổi thành 3000 kg đi. Nhân với 0.65. 65%, 65 tính bột, hiệu suất quá trình là 8% nhá, Tí tưởng 0.8. Ok ạ. Thế thì tìm số mol nhỉ? Chia 162. Đấy, bấm 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 bấm, máy tính đầu. Let's go, máy tính ạ. 3000. Nhân với, chỗ này có 65% thôi. 65% là nhân 0.65 chia cho 162 ra số mol bằng 325/27 12,037 được chưa? Nhân 2, chỗ này nhân 2. Rồi là nhân với 0,8. Nhân 2 nhân 0,8 là ra số mol của xe 5W, được chưa? Sau đó xe 5W, sau đó nhân 46. Nhân 46 bằng bao nhiêu đây ạ? 885,9 kg. 885,9 kg. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Thank you các em. Năng lượng của thầy là được truyền từ các em đấy. Cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh nhé. Câu 473 thực hiện các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm thu được kết tủa. Số thí nghiệm thu được kết tủa nhé. Các bạn lưu ý ạ. Số thí nghiệm thu được kết tủa. Xem nào. À, đây mình có B2 cộng, cộng vs 42 trừ mình thu được kết tủa là BASO4. Ok nhá. H trừ cộng HCO3 trừ cộng C2 cộng tạo thành kết tủa là kết tủa CaCO3. Hai cháu rồi. Hai cháu thu được kết tủa rồi. Hai cháu. Phai đề thì các em lấy ở trên fanpage uh, thầy, thầy minh minh liên hợp nhớ 3 thứ dư vào fe 3 lần thì mình thu được kết tủa là fe 3 lần 3 trọ nếu hot tới dư thì alo 3 lần thì không có kết tủa trong này nhá hello chào vũ lê trung hoa hello xin chào tất cả các bạn và các em chào mừng các bạn các bạn và các em đến với buổi live của thầy minh uh, nếu hot tới dư thì alo 3 lần bị tan cu với fe 3 cộng dư thì tạo thành cu 2 cộng cu fe 2 cộng không được vậy số thí nghiệm thu được kết tủa là mình có a, mình có b và mình có c nhá câu 473 chúng ta chỉ có thu được ba canh kết tủa thôi 473 chúng ta thu được ba canh kết tủa thôi đáp án đúng là đáp án này. đáp án đúng của chúng ta là đáp án a ok câu 474 câu 474 có năm dung dịch abc mẫu dung dịch chứa một trong số các chất tan sau à, cháu a cháu b làm quỳ tín chuyển màu đỏ cháu b làm quỳ tín chuyển màu đỏ vậy cháu b của chúng ta nó là thằng axit glutamic. Được chưa? Cháu A làm nước brom mất màu. Cháu A làm nước brom mất màu, cháu C là nước brom kết tủa màu trắng. Vậy cháu C là anilin. Cháu A là glucose. Glucose. Oh, oh. Đấy. A là glu, B là axit glu. C là anilin. A là glu này. B là axit glu này. Nó nhìn quá, B là axit glu. A là glu này. B là axit glu này. Đấy, C là anilin. Rồi giờ nhìn tiếp. Brom mà kết tủa trắng rồi. D và E còn D ạ. CO2 lần màu xanh lam. CO2 lần màu xanh lam vậy thì nó lại phải là saccharose. Còn CO2 lần màu tím thì nó là tripeptid. B bò. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án B bò các em nhé. Đáp án chính xác là đáp án B bò. 475. 475 ạ. 475 ạ. 475 Phát biểu nào sau đây không đúng Phát biểu nào sau đây không đúng Hợp chất ala Gliva hòa tan được sẽ hoa lần Hợp chất tất cả những cái câu hỏi các em bị lát nữa nhá Kết thúc buổi live rồi thầy trả lời à. <laughs> bốn phát biểu nào sau đây là không đúng hợp chất ala gliva hòa tan được sẽ hóa lần đúng mitinamin thì không phản ứng với cf ba xếp sai mitinamin phản ứng chứ thằng này là bao giờ thằng này là xít 2 B 476 chất nào sau đây không bị thủy phân Glucose 477 đun nóng chất X công thức phân tử Trong NA thu được HCO A. công thức cấu tạo X HCO O CH5 C 478 Natri carbonate công thức của Natri carbonate là NA 2 CO3 D 479 công thức của sen C6H7O2 hóa OH, tất cả 3 lần B 480 480 Thì nhìn hết đề mà em Nhìn hết đề mà 480 dung dịch nào sau đây làm khí chuyển màu xanh màu xanh là metinamin à 480 con này bị trùng rồi đoạn này bị trùng đúng không 120 152 đúng không đúng rồi đoạn này bị trùng đấy 482 kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây thì Fe tác dụng với HCl đặc nguội 483 cho các loại tơ số tơ tổng hợp là bông bọ lắp xa là một visco tơ tàm bọ nitron ni lông sao sáu chỗ này bị trùng 3, thầy làm Thế quen nước chứa nhiều ion nào sau đây còn nước cứng vĩnh cửu thì nó là C2 cộng M2 cộng CL trừ S4 này trừ. 485 phát biểu là sau đây là đúng. Điện phân dung dịch NaCl không thu được kim loại natri. Thạch cao nung sai. Nhôm tan H2 bốn đặc nguội sai. Ý gì ạ? Chỗ này bị trùng, chỗ này bị trùng. Đúng rồi. Cho giải chuyển hóa sau. X cộng CO2 và X là N2CO3. Y là NaHCO3. Đúng rồi, đoạn này bị trùng nên thầy giải nhanh nhá. Vậy công thức của X là N2CO3. C. 487 là hết trùng rồi. 487 là hết trùng rồi các em ạ. 487 là hết trùng đấy nhá. Phát biểu nào sau đây là đúng, liên kết CO nữa Cái này sai này. Amino acid có tính lượng tính, cái này đúng này. 488 lượng dư kim loại nào sau đây tan trong HCl thu được sản phẩm của chứa hai chất tan K đúng không ạ tạo thành KCl và KOH 489 chất nào sau đây chất điện đi mạnh thì nó là KNO3 đây sang 490 là hết trùng sang 490 là hết trùng rồi hết trùng là hết trùng rồi hết trùng rồi 490 hết trùng rồi nhá Ai trên phim pet thầy Khổ lắm 490 hết chục Phân tử nào sau đây chứa 5 nguyên tử carbon 5 Đấy các bạn cứ nhớ thầy Và V V V V V V, v theo la mã là 5 Nhá Dẹ dạ. 491 Etinamin không tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch Thì etinamin là C2 H5 N2 Thì nó chắc chắn tác dụng HCL Chắc chắn tác dụng với ch 3 CH Tại vì là nó có tính 3 sơ Đúng không ạ Nó chắc chắn tác dụng với nhôm A cộng Vậy nó sẽ không tác dụng với BACL 2 492 nhúng thanh kẽm và lượng dư Úi ơi, các bạn comment chậm thế Trời ơi Chậm hơn cả thầy Nhúng thanh kẽm và lượng dư Dịch nào sau đây sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa Thì kẽm thì nó đẩy được gì ạ? Lượng dư nhá Thì kẽm nó đẩy được đồng đúng không ạ? Thì nó mình sẽ tạo thành ZNCU à, 493 dung dịch nào xử lý lớp cặn CaCO3 Thì ta sử dụng là giấm ăn CS3 c 3 coh Polymer nào sau đây thành phần nguyên tử chỉ gồm hai nguyên tố Thì nó là polyethylene chỉ gồm C và H 495 polymer thiên nhiên X được sinh ra cho quá trình quang hợp của cây xanh Vậy X chúng ta là tinh bột Đúng không? X là tinh bột 496 sắt 3 clorua tác dụng vào dung dịch chất nào sau đây Thì tác dụng với KOH để tạo thành FELH3 lần Em bảo sắp được ăn chuối rồi, sắp được ăn chuối rồi Làm gì lấy cam đâu nhỉ? Sắp được ăn chuối rồi, hôm nay chưa 400 câu mà Vũ lên chung Hoa Đây cố gắng, để đói, đói, các bạn thông cảm, đói Đói chuẩn bị được ăn chuối 497 polymethyl -met được điều chế bằng phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? Thì được trùng hợp là methyl met A. À, 498 chất nào sau đây có khả năng làm mềm nước cứng vĩnh cửu N2CO3 làm mềm mọi loại nước cứng? 499 ethyl nào sau đây thủy phân trong môi trường axit thu được anhit trong này thu được anhit CS3 CSO cộng CS3CH B 500 được ăn chuối rồi. Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3 sau khi phản ứng kết thúc? MEHNO ba loãng dư lên bốn trăm ba luôn. 500. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. À. Ôi giời ơi được ăn chuối rồi. Sướng quá. Sướng quá các em ạ. Sướng quá, thế là xong. Thế là xong nhá. Ui rồi ôi, dồi ôi. Thế là được ăn chuối Xong 300 câu Ấm 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 Mình sẽ chữa cho tất cả các bạn và ấm, các ấm, em ấm, ấm, Rồi Trong khóa bí kíp luyện đề, đề Bây xo giờ xo được ăn đề. chuối các em ạ Câu 41 câu câu Các bạn ăn chuối này nhá Kim loại nào sau đây tao dụng nước Các bạn ăn chuối này nhá các bạn ăn chuối không Thì nó là Nari Nari ta dụng với nước để tạo thành nửa áo Bây giờ được ăn chuối còn trăm câu lại Hiro Còn trăm câu rồi các em ạ Còn trăm câu rồi Trong phản ứng của kim loại nhôm với khi có lo Ôi dồi ôi Một nguyên tử nhôm này nhiều nhiêu ăn chuối Thì một nguyên tử nhôm nhiều bao nhiêu ăn chuối ạ đúng không? Ôi sao pin tụt nhanh nhỉ? 43 chất nào sau đi amin bậc hai, amin bậc hai thì nó Ôi, sao có dạng sao là tụt nhanh nhỉ? nó có cái nhóm đặc trưng là nhóm N2. Pin nào rồi. Chúng ta là bán gì? Vừa nãy còn đỏ loa giờ Nếu... xuống Kim còn cái loại nào sau độ cứng, nhất, độ cứng lớn nhất? Thì độ cứng lớn nhất thì nó phải là cứng. Không 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 45. Làm sao mà chúng ta thêm kiếm nữa nhỉ? Hoàn toàn trong môi trường axit thì thu được sản phẩm hữu cơ chỉ chứa glucose thì xác thì thủy phân được alpha glu và beta fruct. Mời cả lớp ăn chuối tinh bột thì chỉ thu được glucose thôi vậy đáp án đúng là đáp án B tí nữa thủy phân Ôi, ừ cho protein bột thu được đí. các ăn các làm à, quả chuối bổ sung glucose câu 46 trong công chưa nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng Tổ pháp nhiệt KPI. luyện mà đây là không thể nhiệt luyện được nhiệt Còn luyện thì chỉ để điều chế kim loại đứng đằng nhôm thôi đúng chưa vậy tối nay tối nay không sắt 47 tác nhân chủ yếu hiện gây nên hiện tượng gas acid nhá thì không thể là hơi nước được nó không có tính axit được chưa CO là trung tính không được xét 4 cũng trung tính không được Bây các em ăn chuối. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, SO2 vào nước. Có vô cơ mà. Có 48. Oxit nào sau đây tác dụng với nước đúng tạo, tạo thành dung dịch kiềm? Còn này, cái vị chuối thì nó mới là ion nào sau đây. Oxit nào sau đây tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm ạ? Vị chuối mới là ion nào sau Mình sẽ có Na2O tác dụng với nước tạo thành NaOH, Đấy là dung dịch kiềm. Đáp án à, đúng là đáp án B. Còn lại trong chuối chín nó sẽ có chứa là điều thường Khi cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch nào sau đây thì thu được sản phẩm chất. Cũng như là trong chuối nó cũng chứa kali đúng rồi. Thì chắc chắn ở điều kiện thường khi mình cho Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng thì mình sẽ thu được là FeSO4 và FE2SO4 3 lần cộng H2O thì ở đây thu được sản phẩm chai muối đúng phải Đáp án, là đáp án đúng, đúng, đúng là đáp án C. Câu tiếp theo. Đúng theo. Đúng Câu số 53. Kim loại phản ứng nhất nhiều ba mà không tạo ra hợp chất thì kim loại phản ứng NO3 thì chắc chắn là số thì chắc chắn nó không thể tạo ra N2O5 tại vì là kim loại thì thể hiện tính khử thì nitơ dương 5 trong NO3 phải thể hiện tính oxy hóa. Thế mà với xanh người chứ tơ trong nửa hai năm vẫn là dương năm vậy là số xoắn nó giữ nguyên nhá không thay đổi 51 hợp chất này có tên gọi là metin Acrylate người không đọc đúng comment đó. là người ăn metin acrylat đáp án đúng là đáp án Đang này đọc năm hai mùi tanh của cá là do hợp một số như. amin nhiều nhất là tri metin amin ừ. Ừ. và một số chất bon, khác gây nên công bon, bon, thức bon, của tri metin amin là tri -metin -amin. metin amin thì đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D Năm ba nó loại phản ứng hắt nấu ba mà không tạo ra hợp chất. Em biết là mấy cái quả thì chuối chắc này chắc là được 2 năm rồi. Cái ngắn này nó sẽ cứng hơn lâu hơn thí so nghiệm so nào sau đây không xảy ra phản ứng học. Năm tự. Cái tây nó, nó, nó to này nó sẽ phản ứng học. HCl và vào NaHCO3 à. thì chắc chắn xảy ra phản ứng học tạo thành khí CO2. h 2 4 và vào BaCl2 thì chắc à. chắn xảy ra phản ứng học tạo thành baso 4 Sắt và HNO3 HCl là sắt bị thụ động trong HNO3 đặc nguội không xảy ra phản ứng nên đáp án đúng của à. chúng ta nó là đáp án C các à. em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C không xảy ra phản ứng học. Sắt bị thụ động trong các đạo đặc nguội hết bình rồi câu 55 năm Được hết đá. giải khí ông sắp xếp như chiều tăng dần tính oxy hóa tăng dần ừ. Ừ. Nhá. Lượng lượng. vậy là sắt hai cộng đồng hai cộng và sắt ba cộng đồng bạn chúng ta năm sáu có vận dụng cao mà vận dụng cao các em lên kênh vận dụng cao là dễ nhá natri tác dụng với nước câu vận dụng cao em lên chất tác dụng phát nấu ba tác dụng cao hợp chất mà vừa tác dụng với 3 nấu ba và tác dụng với n thì nó chỉ có thể là a ba lần nó là hydroxy lưỡng tính có tiếng thầy đang chữa bài á câu năm tám trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng Đâu, pháp điện cho nóng chảy hợp chất AL2O3 Sao là đã? lại có tiếng này đang chữa bài nhỉ? À ừ, đúng rồi đúng rồi Ok chưa? đỡ đỡ ổn chưa? Vừa nãy kích nhầm vào cái video chạy ẩn Đúng rồi thank you thank you thank you, thank you. Vừa nãy thầy uh, kích nhầm vào cái uh, video <laughs> Một cái video <laughs> Xong là nó chạy ẩn Thế này không nhìn thấy thế là nó, nó 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 cứ chạy Rồi ngon nhá đã xong đấu chưa mới xong 300 thôi Mới xong 300 thôi còn 100 nữa Còn 100 nữa Rồi Chiến tiếp chiến tiếp chiến tiếp, tiếp Nốt trăm nữa Nốt trăm nữa các em nhá Nốt trăm nữa nhá Nốt trăm nữa Rồi đi dạy off Ôi giời Nốt trăm nữa rồi đi dạy off Đúng KPI luôn Ok Let's go Sao sao Các bạn bảo gì Ok 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 Chiến đấu nha chiến đấu nha Bây giờ chúng ta sang cái phần Một nghìn câu chưa? Bây giờ chúng ta sang cái phần một nghìn câu của thầy Ok Đấy chỉnh full màn rồi Ấm chưa Một nghìn câu nhá Bây giờ là chúng ta sang cái phần Một nghìn câu trong sách hai nghìn Chẳng nhớ cái phần này nó tên là cái gì Một nghìn câu này tên là nó là gì nhỉ 1.000 câu mức độ nhận biết thông hiểu Đấy chưa? ạ ta sang cái phần là 1.000 câu Mức độ nhận biết thông hiểu Cái phần cuối cùng Của sách 2.000 Của thầy Minh Đúng không ạ? Ok ạ Let's go nhá Phần cuối cùng của sách 2.000 Hôm nay thì mình chữa 100 câu Ở phần Sách 2.000 thôi Mình chữa 100 câu thôi Ở phần 1.000 câu này thôi Mai mình chữa tiếp Nhá Rồi Đúng cây VI 400 Đúng cây VI 400 luôn Ok ạ ok ạ, ok chưa, ok chưa, sẵn sàng chưa.